Mỹ nữ và thổ phỉ. Có một nữ sĩ định cư ở hải ngoại, tìm đến cầu kiến Hòa Thượng Diệu Pháp. Cô ta tự giới thiệu về mình. Thưa ngài, con là luật sư. Vừa rồi, con tiếp nhận một vụ án ly hôn rất kỳ lạ của một thiếu phụ họ Triệu. Nàng dung nhan mỹ lệ, đoan trang, nhưng thần sắc hết sức là tiều tụy. Nàng thỉnh cầu chúng con giúp nàng ly hôn với chồng. Lý do là chồng nàng quá vũ phu hung bạo. Chúng con thụ lý vụ án này rồi, liền hẹn đến gặp Lý tiên sinh, tức là chồng của nàng. Khi diện kiến, chúng con bật ngửa, vì thấy chồng nàng nhan diện rất hiền lương phúc hậu. Ông thuộc loại người nho nhã, có tác phong, không hề thô tháo hung dữ như cô ta tả. Sau khi chúng con kể cho ông nghe cô vợ cứ khăng khăng đòi ly hôn rồi, vẻ mặt ông đầy xót thương lo lắng cho cô vợ lắm. Ông không ngừng khẩn cầu, xin chúng con giúp đỡ, tìm cách khuyên giải cô vợ giùm. Ông nói ngàn vạn lần không thể ly hôn, bởi vì tinh thần và thể xác vợ ông đang liên tục gặp phải sự tàn hại của những kẻ ác độc mất tính người. Do vậy mà tinh thần vợ ông bị hoảng loạn và phát sinh ra ảo giác. Nếu như mà ly hôn, ông lo cô vợ sẽ khó bề sống được vì không có ông kề bên chăm sóc. Sau đó, ông thuật lại toàn bộ cuộc đời của vợ mình, kể rõ từ nhỏ đến giờ, nàng đã gặp những bất hạnh gì. Thú thật là, sau khi nghe kể về vận mệnh bi thảm của nàng, toàn thể luật sư đoàn chúng con đều chấn động, kinh ngạc không dứt. Chúng con rất thông cảm cho sự kém may mắn của gia đình họ, rất muốn tận lực giúp đỡ họ. Nhưng mà, bất kể là chúng con nỗ lực hòa giải như thế nào, thì cô vợ cứ khăng khăng nói là không ly hôn thì không được. Trong tình huống này, chúng con bó tay hết cách. Vì vậy, con tranh thủ kỳ nghỉ phép đi đến để thỉnh giáo ngài. Thiếu phụ mỹ lệ đó, vì sao mà có số mệnh long đong trớ trêu như vậy? Nàng có thể cải đổi số phận rủi ro của mình không? Tinh thần của nàng có thể phục hồi tốt hay không? Xin sư phụ khai thị. Sau đó, nữ luật sư kể vắn tắt cho hòa thượng nghe những gì vợ chồng kia đã gặp phải. Lý tiên sinh và cô Triệu quê ở Hồng Kông, hiện đang định cư tại Canada. Họ là đôi bạn thanh mai trúc mã suốt từ thời tiểu học đến cao trung. Tùy theo tuổi tác, ngày càng một tăng mà tình cảm hai bên phát triển sâu đậm. Ông Lý thì ôn nhu nho nhã, cô Triệu thì xinh đẹp đoan trang, thật là một cặp trời sinh. Sau khi tốt nghiệp cao trung thì ông Lý cầu hôn cô Triệu. Nào ngờ nàng buồn thảm bật khóc, nói là mình không có tư cách gả cho ông. Hỏi mãi ông Lý mới biết được chân tướng. Vào lúc cô Triệu 8 tuổi thì phụ thân mất, mẹ tái hôn. Lúc cô Triệu 14 tuổi thì bị cha dượng hung bạo cưỡng hiếp. Mẫu thân nàng dù biết cũng đành bấm bụng chịu vậy, để mặc cho cha ghẻ trường kỳ cưỡng hiếp nàng suốt mấy năm ròng, mãi tận đến nay. Ông Lý nghe xong thập phần phẫn hận và cảm thông sâu sắc, nên nhất quyết cứu người yêu thoát khỏi tổ quỷ. Phụ thân ông Lý kinh doanh hãng giày, gia cảnh rất giàu. Ông Lý giấu nhẹm chuyện cô Triều bị bố dượng làm nhục, thú thực tình yêu của mình với ba mẹ, và ngỏ ý muốn đưa cô Triều qua Canada cùng học tiếp đại học, và hai người sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Cha mẹ ông Lý thương con và quý tình yêu sâu nặng của cả hai, nên đồng ý cho họ được như nguyện. Tốt nghiệp đại học rồi, họ kết hôn và tự mình mở một tiệm giày kinh doanh. Không bao lâu thì sinh ra một bé trai khả ái. Cả nhà họ đang sống hạnh phúc thì trời bỗng nổi phong ba. Con trai của họ mới 8 tuổi thì bị bắt cóc. Họ giao nộp mấy mươi vạn tiền chuộc rồi thì phát hiện nó bị giết chết, bỏ thay ngoài đồng nội. Cái chết của đứa con cưng khiến hai vợ chồng chấn động, thống khổ đến tận cùng. Nhất là cô Triệu, đã lâu rồi mà niềm đau không nguôi, tinh thần khó hồi phục. Nhưng họa vô đơn chí. Năm sau, toàn bộ xe container chứa đầy hàng hóa của họ bị cướp sạch, khiến họ túng bấn kinh tế trọng đại. Nhưng vận rủi vẫn chưa kết thúc.
Một buổi tối năm thứ ba, lúc họ đang chuẩn bị đóng cửa tiệm, thì trước cổng đột nhiên có một xe vận tải to dừng lại. Từ trên xe nhảy xuống 6 tên thổ phỉ hùng hổ xông vào trong tiệm. Chúng không nói năng gì, bắt hai vợ chồng dán kín mồm miệng và trói lại. Sau đó chúng chất hết hàng hóa cướp được lên xe, lột sạch tiền bạc và trang sức của họ. Điều khiến người ta phẫn nộ nhất là bọn họ đã thay nhau cưỡng hiếp cô vợ trước mặt chồng. Từ đó trở đi, tinh thần cô Triệu hoàn toàn suy sụp. Nàng luôn hoảng loạn, thường phát sinh ảo giác, cứ một mực cho chồng mình là kẻ ác, chuyên bạo hành, cưỡng hiếp, đánh đập cô, nên kiên quyết đòi ly hôn với chồng. Để luật sư kể xong, bèn thỉnh giáo hòa thượng. Bạch sư phụ, cô Triệu kiếp trước đã tạo ra những nghiệp gì mà đời này số khổ quá như vậy? Xin sư phụ giảng cho chúng con nghe. Những người ngồi tại đấy đều chấn động khi nghe qua câu chuyện thê thảm này. Thật không tưởng tượng được một phụ nữ yếu đuối như thế lại phải đón nhận những tổn thương họa hại liên tục xảy ra cho tinh thần và thể xác như vậy. Khó mà không oán trách trời già bất công. Lúc này hòa thượng thở dài nói: Cô gái đó kiếp trước là nam nhân, gia cảnh bần cùng, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã phải đi ăn xin rồi chăn dê cho địa chủ. Sau đó cho chịu không nổi sự ngược đãi của những kẻ mất tính người, nên bèn trốn đi phiêu bạt khắp nơi, rồi sống bằng nghề trộm cướp. Đến khi trưởng thành thì làm thổ phỉ, đánh người cướp nhà, bắt phụ nữ hiếp dâm, không ác nào mà không làm. Có một lần hắn đi cướp trong thôn, nhìn thấy một phụ nữ mỹ lệ, hắn liền bắt trói chồng nàng, cưỡng hiếp cô vợ ngay trước mặt chồng. Liên tục mấy năm sau, hắn vẫn thường đến ức hiếp làm nhục. Đôi vợ chồng nạn nhân vì quá khiếp sợ sự hung hãn của hắn, đành cắn răng chịu nhục mà sống. Đến đời này, thổ phỉ đó chuyển sinh làm cô gái họ Triệu, người cha dựng tàn bạo cưỡng hiếp cô liên tục nhiều năm liền. Kiếp trước chính là thiếu phụ xinh đẹp từng bị hắn làm nhục, nay đã chuyển thế đầu thai, tìm kẻ thù báo oán. Đến như con cô Triệu bị giết, hàng hóa bị cướp, cô bị các tên lưu manh làm nhục, luân phiên hãm hiếp. Tất cả đều là báo ứng tội ác kiếp trước của cô. Vì vậy mới có câu, muốn biết nhân đời trước, nhìn quả thọ đời này. Muốn biết quả đời sau, nhìn nhân gieo đời này. Bởi vì lưới trời tuy lồng lộng, nhưng một sợi lông cũng khó thoát. Cho dù hiện đời, kẻ làm ác có trốn được pháp luật trừng phạt, thì cũng không trốn được luật nhân quả, phải đền trả ác nghiệp mình đã tạo. Trong Kinh Phật thường nói, nhân quả báo ứng như bóng theo hình, cho dù trải qua trăm kiếp, ngàn đời, những điều đã tạo ra không hề mất. Điều này khuyên răn chúng ta, phải hết sức cẩn thận, các điều ác chớ làm, xuyên làm các điều lành. Nghe hòa thượng Diệu Pháp nói, không ai là chẳng tin phục. Mọi người liên tục tán thán nhân quả báo ứng không sai. Lúc này có người thắc mắc hỏi sư phụ: Cô Triệu đời trước á, làm thổ phỉ tạo nhiều tội ác dẫy đầy, đời nay vì sao có thể gặp được người chồng tình thâm nghĩa trọng như vậy chứ? Mọi người đều có mặt hưởng ứng, ngưỡng vọng chờ câu đáp của hòa thượng. Sư phụ từ tốn kể: Một đêm nọ, sau khi đánh cướp xong, trên đường quay về sơn trại, hắn gặp một đồng nam áo quần lam lũ, toàn thân bị thương, đang bi ai khóc lóc. Chứng kiến cảnh này, hắn ta mũi lòng nhớ lại thời thơ bé, mình cũng từng khốn khổ như thế, do vậy mà thông cảm xót thương. Hắn hỏi thăm thì biết đồng nam kia đang chăn trâu cho địa chủ,
vì để trâu đi mất, nên bị chủ đánh tàn độc và uy hiếp, nói, nếu không bồi thường, thì ông sẽ báo quan bắt cha hắn, đóng gông bỏ tù. Tên cướp, nghe nói xin lòng trắc ẩn, đưa cho thiếu niên một số tiền lớn, dặn dò hãy trích tiền này ra, bồi đền theo giá trâu cho chủ. Phần còn dư thì đưa cha mẹ làm vốn, buôn bán kiếm sống. Đồng Nam nhận tiền xong, liền hướng thổ phỉ dập đầu tạ ơn, cảm kích đến rơi lệ, phát thệ rằng, đời sau xin nguyện làm trâu ngựa, báo đáp ân cứu mạng. Thiếu niên ấy nay chính là chồng của cô Triệu. Vì lý do này mà bất kể cô Triệu gặp hoạn nạn như thế nào, thậm chí có yêu cầu ly hôn, anh Lý trước sau vẫn thủy chung, không chịu lìa xa, không chán nản bỏ bê, và luôn thương yêu bảo vệ cô là vậy đó. Những lời giải thích dịu dàng của sư phụ như vầng dương xua tan mây mù thắc mắc trong lòng mọi người. Sư phụ nói tiếp, người ta bình thường không biết Phật Pháp, không hiểu rõ luật báo ứng nhân quả như bóng theo hình, nên cứ mê lầm tạo tội, cảnh phát theo tâm. Nếu như cô Triệu có thể tiếp nhận Phật Pháp, thì mọi phiền lụy sẽ tiêu như băng tan dưới ánh mặt trời, có thể giải quyết tận gốc, đoạn dứt căn nguyên tai họa và bất hạnh. Nếu như cô Triệu có thể đến chùa, học Phật Pháp, thọ giữ ngũ giới, hành thập thiện, hằng ngày cung kính, tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các chúng sinh đời trước mình làm tổn hại, siêng hành trì như vậy bền bỉ, thì túc nghiệp sẽ được tiêu trừ, về sau mệnh vận có thể chuyển tốt. Nữ luật sư nghiêm túc ghi chép những lời sư phụ dạy vào sổ. Mọi người đều thở ra nhẹ nhõm, tin rằng cô Triệu đáng thương kia sẽ nhanh chóng thoát khỏi vận bệnh bi đát nhờ vào sự tu sửa của bản thân. Thịt rùa ngon. Người Thượng Hải có câu đầu môi như thế này: hiện thế báo, nghĩa là việc làm trong hiện tại trả báo đến ngay hiện đời, chẳng đợi sang kiếp sau mới báo. Ở Thượng Hải có Vương Tiên Sinh, bình thường rất ưa ăn thịt rùa, nhưng cách chế biến thức ăn của ông khác người. Ông chế nước gặp nồi, dùng nắp đậy kín nồi, trung tâm nắp có khoét một lỗ hổng to cỡ đầu rùa. Ông bỏ rùa sống vào, sau đó mới đun lửa. Khi nước trong nồi dần nóng lên, con rùa bị độ sôi nung nấu đau không chịu nổi, nó bèn thò đầu lên lỗ hổng đó, há miệng thở. Lúc này ông đem nước sốt gia vị đã thắng sẵn, đang sôi, rót vào miệng rùa, ép nó rụt đầu vào chảo lại. Mục đích của ông là để cho nước gia vị thấm thấu vào toàn thân rùa, như vậy thịt rùa sẽ rất ngon. Nhưng ông chẳng mảy may nghĩ đến nỗi thống khổ của con rùa. Bên trong thì nước sôi làm bỏng tâm can, bên ngoài thì bị nung đốt. Con rùa đang sống mà ông hành hạ nội công ngoại khích, thật dã man. Chưa hết, rùa đang hoàn quại đau đớn dãy dụa trong nước nóng, rồi chịu không nổi đổ nước sôi hành hạ dày vò, muốn trốn cũng không có cửa, cầu sống không có đường. Thế là nó đành nhô đầu ra khỏi cái lỗ hổng trên nắp để giải nhiệt tiếp. Lúc này Vương Tiên Sinh tàn dẫn lại tiếp tục rưới nước gia vị đun nóng, có đủ muối, dầu, giấm, ớt, tiêu, rùa bỗng rác cả lồng, vội rút đầu xuống. Cảnh thò thò rụt rụt như thế tái diễn nhiều lần, và cuối cùng thì rùa chết đi trong tột cùng thống khổ. Vì tham ăn sướng miệng mà Vương Tiên Sinh đành tâm giết hại quá tàn nhẫn. Rồi Vương Tiên Sinh cũng dùng xong món thịt rùa. Mười mấy ngày sau, một đêm nọ, ông đang nằm ngủ tại căn gác thì tầng trệt bỗng dưng phát hỏa, lửa thiêu rụi cả cầu thang, cháy lan tới phòng ngủ của ông. Thiêu đến chăn mền thì ông mới giật mình tỉnh dậy. Trong lúc kinh hoảng ngơ ngác, ông định xuống lầu lánh nạn thì thấy cửa thang gỗ đã cháy mất tiêu. Phía dưới giờ là một biển lửa vô phương đi xuống. Ông muốn chui ra cửa sổ
để bảo tồn sinh mạng, nhưng song cửa sắt khe hở quá hẹp, nên dù ông tận lực chui ra mấy lần cũng không thể, chỉ ló được cái đầu ra và mắc kẹt ngay tại đó. Vô phương tiến thoái, ông đang gào thét thì xe cứu hỏa đến. Lửa dữ cháy tràn lan trên đất, đầu ông bị kẹt nơi song sắt như bị đướng nóng thêm. Ông há to miệng gào thét kêu cứu. Viên cứu hỏa cầm vòi nước không ngừng xịt vào chỗ song cửa. Ông bị nước xối bắn vào miệng đau đớn, giống hệt như cảnh ông hành con rùa xưa kia. Cái đầu kẹt ngoài sông không ngừng nuốt nước sôi. Lúc đó, có lẽ ông cũng thấm thía nỗi khổ thảm thiết mà con rùa đã nếm. Và cứ thế, Vương Tiên Sinh cuối cùng chết trong biển lửa. Cách thức giết rùa ăn của Vương Tiên Sinh đã khiến cho ông phải nếm trải khổ hình tương tự. Nhân quả báo ứng quả thực không dối. Khi sống, ta dùng ác tâm giết hại loài vật thế nào thì sẽ bị chính ác tâm ấy làm hại mình. Đây chính là Vương Tiên Sinh tự khiến mình rơi vào lò nước lửa thiêu nóng. Trong Kinh Pháp Cú ghi: yêu nghiệt mà gặp phúc là ác kia chưa chín, đến khi quả ác chín thì tự thọ tội khốc liệt. Vương Tiên Sinh nhận thọ quả báo thực khiến cho người ta phải kinh sợ. Cảnh ông chết thật là đau đớn khó kham. Phải hiểu là ta giết bất kỳ động vật như thế nào thì sẽ bị báo ứng tương đương vậy. Mong những vị ưa sát sinh hãy suy nghĩ mà cẩn trọng. Tình thương con của Khỉ Lông Vàng. Có một hòa thượng 65 tuổi kể về hồi trẻ, lúc chưa xuất gia rất ưa săn bắn. Ông kể chuyện của mình như sau. Năm 1978, tôi ở huyện Tùng Phan, tỉnh Tứ Xuyên, sống bằng nghề trồng thảo dược và săn bắn. Ngày nọ, ba người chúng tôi cùng đi săn, lưng đeo súng, tay thì dắt chó. Đi đến một vùng thọ lâm nọ, thì thấy trên cây có một bầy khỉ lông vàng. Tụi tôi vội vàng nâng súng lên để bắn. Bầy khỉ lông vàng hết sức hoảng sợ, nhưng vì dưới cây có chó săn nên chúng vô phương đào thoát. Thế là khỉ bị trúng đạn, chết trên cây. Con nào trúng đạn mà chưa chết thì rơi xuống cũng bị chó săn cắn chết. Lúc này tôi nhìn thấy một con khỉ mẹ đang cõng khỉ con. Tôi vừa chĩa súng vào nó chuẩn bị bắn á, thì thấy khỉ mẹ vội vàng đặt khỉ con xuống một bên. Nó dùng tay chỉ vào con, rồi nhìn tôi xua xua tay, sau đó lại chỉ vào mình nó, ra hiệu như là muốn tôi bắn nó vậy đó. Tôi hiểu ra, khỉ mẹ muốn hy sinh, tỏ ý sẵn sàng chịu chết và gian xin tôi đừng giết con nó. Tôi bị khỉ mẹ làm cảm động, nước mắt cứ trào ra, vội vàng bỏ súng xuống. Tối đó, tụi bạn nấu thịt khỉ ăn. Tôi bị tình huống vừa rồi ám ảnh nên không muốn ăn. Trong lòng tôi không ngớt tự trách mình, tại sao lại muốn ăn thịt khỉ? Tại sao lại nhẫn tâm giết, bán da, xương của nó? Tôi đã sát sinh hại mạng rất tàn nhẫn, trong khi con khỉ vẫn có tình cảm không khác gì con người. Thiệt là tội lỗi. Hòa thượng còn kể, bạn ông có tài thiền xạ, ưa bắn phá tổ chim. Những con chim bắt được, anh ta đem bán hoặc giết dầm rượu. Nhiều vô số kể, anh ta ưa bắt lươn, cá, ếch, rùa, trạnh, thậm chí còn dùng thuốc để đánh cá, giết chúng rất tàn nhẫn. Sau này, bạn ông trên thân nổi một mụn ghẻ rất to, bác sĩ bảo là ung bướu độc. Không những thế, khắp người anh ta còn mọc những mụn bọc nước lớn như trứng bồ câu. Không bao lâu thì da thịt anh bị thối rữa, nằm trên giường kêu đau đớn. Một đêm mưa to, anh đi ra ngoài, bất cẩn nên té dưới mương mà không ai hay. Sau đó vợ anh đi tìm, thấy xác anh nổi lên có vô số rùa, trạnh, ếch, cá, chim tranh nhau rỉa thịt. Hòa thượng nói: từ đó tôi bỏ hẳn nghề săn bắn và thề không sát sinh nữa. Gương mặt ông chìm trong suy tư hối hận. Ông nói tiếp: tôi mong sao tất cả những người săn bắn đều có thể buông súng xuống,
dừng tâm giết hại và hiểu rằng loài vật cũng tham sống sợ chết, cũng có tình cảm yêu thương và hy sinh giống như con người. Tội sát sinh một khi quả báo đến thì rất đáng sợ. Hứa Tiên Sinh. Vợ chồng Hứa Tiên Sinh là thương gia, ngụ ở Mã Lai. Họ có đứa con trai tên là Vũ Hùng. Hùng không chăm chỉ học hành, lại ưa giao du bạn xấu, ngày ngày ở ngoài chơi hoang lưu lỏng. Hứa Tiên Sinh đành cho con đến Anh Quốc học, mong nó lìa xa bạn xấu, may ra nên người. Đến Anh Quốc, Hùng vẫn chứng nào tật nấy, ngày ngày đi khắp nơi tung tiền mua vui. Cho đến khi Hứa Tiên Sinh làm ăn thất bại, kinh tế túng bấn, đành kêu con ngưng học hồi hương. Thế nhưng thằng Hùng đã nghiền ma túy, không những nó vô phương trợ giúp sự nghiệp cho cha, mà còn đem ngôi nhà và toàn bộ tài sản còn lại của ông bán hết. Ông Hứa buồn rầu sinh bệnh, trước phút lâm chung ông mới ăn năn sám hối, kể ra một sự thật mà từ trước tới giờ không ai biết như sau. Hồi xưa ông làm thư ký cho một phú thương, nhưng ông lại có tình ý với vợ chủ nhân. Lần nọ, nhân lúc ông chủ về thăm quê, ông đã giăng bẫy tạo nên tai nạn xe khiến chủ nhân chết thảm. Thế là toàn bộ những gì của ông chủ, gồm gia sản của bà chủ, đều rơi vào tay ông. Những gì mong cầu đều đã đạt thành. Ông Hứa và vợ phú thương bèn xa chạy cao bay, đi đến nơi khác xây tổ uyên ương. Một năm sau họ sanh con, chính là cậu quý tử Vũ Hùng. Và cuối cùng, sau khi tiêu xài hết tiền bạc của cha, Hùng đã đem toàn bộ gia sản của cha bán sạch. Đến nỗi ngay sau khi cha mất rồi, phí quan tài Hùng cũng không đủ sức để mua. Mẫu thân y cũng bị ung bướu mà chết. Có thể nói họ Hứa hoàn toàn lâm vào cảnh gia phá nhân vong. Ngọc Lan, một phụ nữ Hoa Kiều, sang Brazil lập nghiệp và đến bệnh viện làm nghĩa công. Sau 3 tháng thọ huấn, Lan được cử đến nhà xác lãnh công tác mà đa số đều sợ và không dám nhận. Lan vốn là đệ tử thuần thành của Phật, bất kể hoàn cảnh người chết ra sao, vô thừa giận, chết thảm, chết oan, chết bất ngờ, vân vân, đều được Lan chăm lo chu đáo. Cô vừa niệm Phật, vừa tắm rửa cho người mất, thay y phục, vân vân. Lan tình nguyện làm việc nghĩa này ròng rã bao năm dài. 10 năm trôi qua, sở làm chồng Lan bị đóng cửa, hai vợ chồng bèn dời đến đô thị tìm công việc mới. Hai vợ chồng bắt đầu buôn bán nhỏ. Không bao lâu thì họ gặp một người bạn thân có hảo ý mời họ làm đại lý cho một cửa hàng bán linh kiện máy vi tính ở Đài Loan. Thế là họ nhận lời. Họ chăm chỉ kinh doanh, công việc dần phát. Mấy năm sau thì họ trở thành tỷ phú. Vị đệ tử Phật này chẳng vì việc làm ăn phát như rồng gặp may mà quên đi bổn phận. Lan vẫn tiếp tục xuất tiền, xuất lực, cúng dường tam bảo, tự viện và đóng góp cho các nhà thương, bệnh nhân và các việc từ thiện trong xã hội. Do hai vợ chồng siêng năng tạo phúc tích đức nên con cái cũng đồng tâm hướng thiện giống cha mẹ. Chúng vừa có hiếu, vừa có tài. Sau khi các con họ tốt nghiệp đại học xong, không những họ có sự nghiệp thành đạt, cống hiến không nhỏ với đất nước, xã hội, mà còn tiếp nối chí nguyện từ thiện của cha mẹ, luôn biết tích đức, tạo phúc. Đọc đến đây, chúng ta có thể hiểu là nhân nào quả nấy, hành thiện gặp thiện báo, mọi sự là do ta gieo và tự gặt hái. Hy vọng mọi người đều hiểu rõ luật nhân quả, xiên tạo duyên lành, nhân lành, sự nghiệp lành, cầu mong ai cũng sáng tâm, huệ pháp, tinh tấn dũng mãnh, giữ gìn thân khẩu ý, lèo lái bản thân đi trong con đường thiện để cuộc sống luôn được hạnh phúc. Con lường. Mùa thu năm Mậu Ngọ, đời vua Khang Hy triều Thanh, gia đình Trương Nguyên ngụ ở Bắc Kinh có mua về một con lừa, tính nó rất hung hăng, không những ưa đá mà còn cắn người nữa. Chỉ có 3 cha con Trương Nguyên là cưỡi được nó thôi. Mỗi khi họ cưỡi,
nó tỏ vẻ rất ngoan hiền, thuần phục. Nhưng một lần, có vị họ Dương đến mượn con lừa kia cưỡi thử. Thật quái lạ, con lừa ngoan ngoãn để cho ông Dương cưỡi đi. Tối đến, ông Dương nằm mộng, thấy người mặc áo đen nói: "Tôi là con lừa trong nhà Trương Nguyên. Đời trước tôi vay ông 300 đồng mà không trả, nên kiếp này phải bồi thường cho ông. Hôm qua ông cưỡi tôi đi 280 dặm, sáng mai xin ông hãy cưỡi tôi 20 dặm nữa. Như vậy số nợ tôi thiếu ông xem như được trả xong." Ông Dương hỏi: "Vậy người thiếu Trương gia bao nhiêu tiền?" Người áo đen mặt lộ vẻ buồn rầu nói: "Nhiều, nhiều lắm, kể không hết." Ông Dương sau khi thức giấc tìm đến Trương gia mượn con lừa. Đi một đoạn dài thì con lừa bỗng nhảy lên hất ông té ngã. Ông Dương tính toán thấy mình đi vừa đúng 20 dặm, vì vậy mà ông cảm thấy chuyện này thật thú vị, mà con lừa này quả rất đặc biệt. Ông Dương bảo nó: "Bây giờ thì ta đã rõ và tin nguyên nhân ngươi để ta cưỡi rồi. Nhưng hiện giờ chỗ này cách nhà ta 10 dặm. Nếu ngươi không cho ta cưỡi thì làm sao ta trở về được đây? Thôi thì ta tính như vậy. Ta cưỡi ngươi về xong sẽ bỏ ra 10 quan tiền mua cỏ cho ngươi ăn. Ngươi chịu không?" Con lừa đứng đó nhìn ông Dương một hồi lâu rồi đồng ý để cho ông cưỡi về nhà. Trích Báo Phật Ân, quyển tư Công Chúa Thăng Hoa, nguyên tác Hán Văn, Trần Thu Ngọc. Đây là chuyện người thực, việc thực xảy ra tại triều Tống nước tôi. Nhân vật chánh sau đó đã chuyển thế tái sanh tại Đài Loan. Mời bạn kiên nhẫn xem để hiểu thêm về báo ứng nhân quả. Triều Tống có một nàng công chúa tên Thăng Hoa, tính rất hiếu kỳ, tuổi vừa đôi chín, chưa kết hôn, xinh đẹp vô song. Ngày nọ, nàng ở tại cung điện Chiêu Hòa, nghe phụ vương và mẫu hậu nhắc đến tân khoa Trạng Nguyên Mạnh Đạt, một thanh niên có tài văn chương thi phú, hơn nữa còn chơi đàn rất giỏi. Sau đó, hoàng đế mời tân khoa Trạng Nguyên nhập cung để đàn cho vương công quý tộc thưởng thức và ra lệnh triệu tập hoàng hậu, quý phi, công chúa, các vương tử trong ba cung 72 viện đồng đến dưỡng sinh điện uống rượu nghe nhạc. Vua ra lệnh cho Mạnh Đạt khảy đàn. Mạnh Đạt vừa đàn vừa hát, lời ca trầm ấm du dương. Mọi người nghe đều cảm động, cùng vỗ tay tán thưởng. Các quý phi và công chúa xôn xao bình phẩm về Mạnh Đạt. Riêng công chúa Thăng Hoa thấy Mạnh Đạt tài mạo song toàn, phong độ thanh cao, khôi ngô anh tuấn thì lòng rất ngưỡng mộ. Hôm nọ, hoàng đế và hoàng hậu đang bàn hôn sự cho Thăng Hoa, đúng lúc nàng đi tới. Hoàng đế liền nói: "Con đến thật là đúng lúc. Chúng ta đang bàn về hôn sự của con. Con đã có ý trung nhân chưa?" Công chúa thẹn thùng thưa: "Dạ, thưa phụ vương, con chỉ mới vừa 18 tuổi, hãy còn nhỏ lắm, phụ vương cần gì phải vội vàng?" Hoàng hậu đứng bên cạnh vội bảo: 18 tuổi đâu còn nhỏ nhất gì, hồi ta 16 tuổi đã vào trong cung hầu hoàng thượng, tính đến nay đã hơn 20 năm. Nam lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, nếu để lâu chỉ càng phát sinh rầu lo thêm thôi, ngày sau con sẽ hối vì muộn màng đó." Công chúa bị hoàng hậu thúc ép, đành nói: "Hôm nay con thấy tân khoa Trạng Nguyên Mạnh Đạt tuổi trẻ tài cao, rất có triển vọng, xem ra cũng là bậc nhân tài. Chàng không những văn chương tuyệt luân, lại đàn giỏi hát hay, thật là đáng ngưỡng mộ." Hoàng đế và hoàng hậu thấy Thăng Hoa luôn miệng khen Mạnh Đạt, hiểu ngay là công chúa rất ưa chàng, bèn âm thầm phái tể tướng làm mai, xe duyên cho hai người. Hai ngày sau, đúng lúc Mạnh Đạt có việc vào cung thăm tể tướng, ông bèn hỏi: "Tân khoa Trạng Nguyên tuổi trẻ tài cao, tính nết dung mạo đều bất phàm, chẳng biết đã có vợ hay chưa?" Mạnh Đạt thưa: "Giáng sinh đã thành thân từ hơn 4 năm trước rồi." Tể tướng lắc đầu nói: "Tiếc quá, tiếc quá. Hôm nay thiên tử thấy ngươi khôi ngô anh tuấn, tài mạo hơn người, nên có ý muốn đem công chúa Thăng Hoa gả cho ngươi.
chẳng biết ý ngươi như thế nào. Mạnh Đạt vừa nghe qua hồi hộp thưa: Ý ngài nói là bệ hạ muốn chọn tôi làm phò mã à? Đúng vậy. Ông Trạng ơi, ông hãy suy nghĩ cân nhắc thử coi, nếu mà ông cưới công chúa và trở thành phò mã thì cả đời tha hồ hưởng vinh hoa phú quý, sống cả đời cũng không hết nữa ông Trạng à. Mạnh Đạt liền nghĩ tới gia cảnh nghèo nàn của mình, ngay cả cái chuyện cơm ngày ba bữa cũng là mối lo lớn, cả đến món tiền lên kinh ứng thí cũng do vợ chàng cắt tóc bán đi mới có được. Nếu như phải quay lại sống cảnh cơ hàn khổ sở như xưa, chàng thực sự không muốn chút nào. Huống chi công chúa thăng hoa, dung nhan thập phần kiều diễm, có được cơ hội vinh long tựa phụng như thế này thì ai lại không muốn kia chứ. Thế là chàng đồng ý. Không bao lâu, đám cưới Mạnh Đạt và công chúa diễn ra linh đình. Đêm tân hôn, giây phút Mạnh Đạt dở khăn tân đương ra, nhìn thấy công chúa xinh đẹp mỹ lệ còn nhoẻn miệng cười duyên với chàng, Mạnh Đạt vô cùng đắc ý. Vì vừa đổ tân khoa trạng nguyên đã được tuyển ngay làm phò mã, thật là 10 năm hàng vi không ai ngó, vừa mới thành danh được quý ngay. Mạnh Đạt đi thi một lần đó, đến nay đã 3 năm không quay về. Chàng hoàn toàn quên hẳn quê nhà có một người vợ cũ mòn mỏi ngóng trông. Nàng đã hy sinh, cắt phăng mái tóc đẹp bán cho chàng đi thi. Thật là con người bạc tình phù nghĩa, có mới quên cũ. Hôm nọ, Mỹ Loan, vợ cũ của Mạnh Đạt, nghe đồn là Mạnh Đạt hiện giờ đang làm quan, nàng vui mừng khôn xiết, vội đi vay hàng xóm 2 lạng bạc để lên kinh đoàn tụ cùng chồng. Trên đường, Mỹ Loan đã nếm đủ mùi gian nan vất vả, cuối cùng cũng đến được kinh thành. Nhưng đến đây, nàng nhận được tin trời giáng, Mạnh Đạt giờ đã làm phò mã, đang sống hạnh phúc với công chúa thăng hoa. Lòng nàng càng bi ai khi nghĩ đến cảnh mình bơ vơ ở chốn kinh thành, chung quanh không có ai thân thích. Bị chồng phụ tình say duyên mới, nàng đau khổ muốn khóc, nhưng nước mắt không trào ra được. Sau đó, nàng nghĩ: đã đến kinh thành, mai rủi gì cũng phải đánh liều, thử đến gặp chồng xem sao. Nàng hỏi thăm và biết dinh thự phò mã ở phía tây ngoài thành, bèn đi thẳng đến đó. Nhằm lúc Mạnh Đạt đi vắng, nàng phải tới lui ngót 3 lần mới tìm được Mạnh Đạt. Mạnh Đạt vừa nhìn thấy nàng, tỏ vẻ hết sức căng thẳng, vội sắp xếp cho nàng ở nhờ một nhà dân gần đấy. Từ đó, Mạnh Đạt thường giấu thăng hoa, lén đến thăm vợ cũ. 3 tháng sau, Mỹ Loan mang thai. Việc này không bao lâu cũng đồn đến tai công chúa. Thăng hoa đùng đùng nổi giận, nhưng chẳng biết xử trí ra sao. Nàng đành đem việc này bàn với tỷ nữ thân tín là A Kiều. A Kiều bảo phải lập tức ban tử ngay cho vợ cũ Mạnh Đạt, để tránh đêm dài lắm mộng. Công chúa nghe bàn, cảm thấy có lý, lập tức lệnh cho A Kiều đi tìm Mỹ Loan. A Kiều vội đi tìm thư đồng tâm phúc của Mạnh Đạt, hỏi thăm tông tích vợ trước của chàng. Mới đầu, thư đồng chẳng chịu nói. A Kiều liền tặng cho y 10 lạng bạc. Thế là thư đồng tối mắt, liền khai ra: vợ trước Mạnh Đạt đang ngủ tại nhà Trương Tam, ở phía đông ngoại thành, cách đây không xa, tôi biết mà. A Kiều môi được tin này rất hài lòng, hí hửng, quay về tấu trình cho công chúa hay. Công chúa liền lệnh cho A Kiều đi mời Mỹ Loan tới. Mỹ Loan đáng thương trước đây, sống tại làng quê cùng chồng, từng nếm qua tháng ngày hàn vi gian khổ, nhưng vợ chồng họ rất khăng khít yêu thương, vì Mạnh Đạt học cao, có tài, lại đàn giỏi, hát hay, nên dân làng hết sức mến mộ họ. Sau đó, vì Mạnh Đạt muốn thực hiện hoài bão lý tưởng mình, bèn lên kinh ứng thí. Vừa thi, chàng đã đậu trạng nguyên, nhưng bất hạnh thay, chàng lại lọt vào mắt xanh công chúa, được tuyển làm phò mã. Một lần đi thi 3 năm bạc tinh, do vậy mà Mỹ Loan phải lặn lội ngàn dặm tìm chồng. Sau khi Mạnh Đạt đã sắp nàng ngủ tại nhà người bạn thân họ Trương, ngày nào chàng cũng đến thăm Mỹ Loan. Mỹ Loan mang thai, Mạnh Đạt trong lòng rất vui,
thầm nghĩ chẳng mấy chốc nữa mình sẽ được làm cha. Chàng hớn hở đem chuyện này báo cho các bạn thân hay. Nào ngờ do sự tình không giữ được bí mật, chuyện bị đồn lan đến tai Thăng Hoa. Nàng nổi thịnh nộ và lệnh cho tỳ nữ Tâm Phúc đi tìm Mỹ Loan tính sổ. A Kiều đến chỗ Mỹ Loan đúng lúc họ Trương đi vắng, chỉ có Mỹ Loan ở nhà. Nhìn thấy Mỹ Loan duyên dáng khả ái, trắng da dài tóc, tay chân mướt rượt, trông rất nhàn nhã ung dung. A Kiều thầm nghĩ, đúng là bộ dạng của kẻ được sủng ái tinh tiêu đây. Ả xinh đẹp như vậy, hèn chi mà phò mã mê mệt, không thể nào quên được vợ yêu. A Kiều tức tối lắm, nhưng cố vờ như không biết chuyện gì, giả bộ nói, xin hỏi Mỹ Loan có ở nhà không? Mỹ Loan ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình là một cô gái mặc y phục sang trọng, nhất định không phải là con nhà dân giả. Nhưng vì sao lại tìm mình? Tùy thắc mắc, song nàng vẫn đáp, tôi là Mỹ Loan, cô là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Tôi là tỳ nữ của công chúa Thăng Hoa. Công chúa phái tôi đến mời cô vào hưởng vinh hoa phú quý. Cô hãy mau đi cùng tôi để đến chỗ phò mã, không nên ngủ lâu ở cái chỗ nghèo hèn này. Mỹ Loan nghe nói vô cùng mừng rỡ, vô cùng với A Kiều lên xe ngựa đi thẳng đến chỗ công chúa. Công chúa thấy Mỹ Loan tới, trong lòng rất mừng, thầm nghĩ, à, con Mỹ Loan đáng ghét này, để coi mình sẽ trị tội nó nè. Phần Mỹ Loan được đến dinh phò mã thì thập phần sung sướng. Dinh phò mã rộng rãi, tráng lệ nguy nga. Nàng thấy công chúa Thăng Hoa ngồi tít trên cao, hai bên tỳ nữ đứng xếp hàng dài, các gia nhân công chúa đang bận rộn vào ra. Công chúa tuy xinh đẹp vô song, nhưng nàng đang ghen nên trông rất dữ và hết sức oai vệ, khiến cho Mỹ Loan thầm sợ hãi. Một cảm giác không lành chợt nổi lên trong lòng nàng. Thăng Hoa hỏi Mỹ Loan, ngươi là Mỹ Loan, người mà Mạnh Đạt cưới ở dưới quê đó hả? Dân nữ chính là Mỹ Loan, người phối ngẫu của Mạnh Đạt. Nhưng vì chàng lên kinh lâu quá không về, nên tôi phải lên kinh tìm để cùng nhau sum họp. Kính mong công chúa ban ân tác thành nguyện vọng của dân nữ. Công chúa vừa nghe qua, nổi trận lôi đình, vừa đập bàn truyền lệnh. Trong đây có 300 lạng bạc để cho ngươi đi về quê. Từ rày trở đi, mi phải ân đoạn nghĩa tuyệt với Mạnh Đạt, cấm không cho mi tới lui cùng hắn nữa. Tôi không cần vàng bạc, tôi chỉ cần chồng tôi mà thôi. Công chúa thấy dùng tiền bạc chẳng có hiệu quả, nàng ngẫm nghĩ, giờ chỉ còn nước giết Mỹ Loan để dứt trừ hậu hoạn như A Kiều đã bày. Bèn quát, con tiện nhân đáng ghét kia, rượu mừng không uống, mi lại muốn uống rượu phạt hả? Ta có lòng tốt ban cho ngươi tiền, ngươi lại không thèm lấy, thật là khiến cho ta tức chết. Được lắm, được lắm. Quân đâu? Dạ. Hãy lôi con tiện tỳ lớn mật này đem đi giết quách cho ta. Tuân lệnh. Mỹ Loan thấy công chúa cư xử như thế thì quá tức, nên buộc miệng mắng, Thăng Hoa, mi thật là khả ố, đã giật chồng ta còn muốn giết ta để diệt khẩu. Ta cho dù có thành quỷ dữ cũng quyết tìm ngươi mà báo thù. Nhưng gia đình công chúa không đợi Mỹ Loan nói dứt câu đã kéo nàng đi hạ sát, rồi tiện tay chôn thay nơi đồng cỏ ngoài thành. Sau đó không lâu, lúc công chúa ra ngoài tản bộ, tình cờ nghe hai tỳ nữ thầm thì to nhỏ về chuyện nàng giết tình địch. Công chúa rất phiền bực, không biết làm sao cho êm chuyện. Lúc đó, nhũ mẫu nàng ở cạnh bên liền hiến kế. Công nương à, sao không đem toàn bộ nô tỳ biết hết chuyện hôm nay giết hết đi, để tránh ngày sau phò mã hay được sẽ rạn dỡ hạnh phúc vợ chồng đó. Công chúa nghe nhũ mẫu nó có lý, bèn truyền lệnh gọi mười mấy nữ tỳ tới, âm thầm ban án tử cho tất cả. Trong đây có nữ tỳ là A Nga, chị ruột của A Dân, hai chị em họ đồng làm nữ tỳ trong cung công chúa do tỷ muội tình thâm. A Dân nghe hung tin công chúa muốn giết chị mình, vội chạy đến trước công chúa xin tha tội cho A Nga. A Dân quỳ xuống trước công chúa, vừa khóc vừa nói, con gái công chúa, con xin người hãy mở lòng từ để giết chị con.
Con nguyện cả đời làm trâu làm ngựa, con cúi xin công chúa đừng giết chị con. Con xin người. Tâm tư của Thăng Hoa đang rất bực bội nên không đếm xỉa gì tới lời thỉnh cầu của A Dân. Nàng vất tay ra hiệu cho cô thối lui. Nào dè, bên cạnh công chúa còn có một cái bàn nhỏ. Bình hoa trên tay ngay lúc đó bị tay nàng phẩy trúng, rơi xuống và đập mạnh vào đầu A Dân. Chỉ thấy A Dân thét lên một tiếng thảm thương, máu tuôn đầy mặt. Công chúa nhìn thấy cả kinh, vội kêu đại phu tới dìu A Dân đi chữa trị. Nhưng máu chảy nhiều quá, mấy ngày sau thì A Dân chết. Phò mã Mạnh Đạt đáng thương từ đầu tới cuối không hề biết các hành vi tàn nhẫn của công chúa Thăng Hoa Kiều Diễm. Nàng đã khéo léo che đậy, bưng bít mọi chuyện. Mười mấy năm sau, công chúa Thăng Hoa chết, Mạnh Đạt cũng tiếp nối mạng vong. Cùng chuyển thế đầu thai tại Đài Loan. Năm Dân Quốc 38, năm 1949, phò mã Mạnh Đạt đầu thai vào gia đình họ Ngô ở Đài Nam, tên là Dân Hùng. Lên năm 6 tuổi thì Dân Hùng học đàn violon. Bởi vì kiếp trước vốn có sẵn tài đánh đàn, cho nên đời này năng khiếu ấy còn tiềm ẩn. Nhạc sư chỉ cần dạy một thì Dân Hùng hiểu 10. Thêm nữa, tiếng đàn của Dân Hùng hay vượt xa thầy, âm thanh vô cùng mỹ diệu. Thật trùng hợp, Thăng Hoa lúc này cũng chuyển thế đầu thai vào một gia đình làm nông ở Cao Hùng, tên là Bỉ Lệ. Thời gian qua rất nhanh, chớp mắt đã 20 mấy năm, Mỹ Lệ đã khôn lớn và trở thành một cô gái thông minh, khả ái. Còn Dân Hùng trong kiếp hiện tại này, học nhạc được 10 mấy năm thì xuất ngoại du học. Chàng sang Âu Châu bái danh sư học đàn violon. Sau khi thành tài về nước, nổi tiếng là một danh cầm. Không bao lâu thì chàng được thân hữu giới thiệu quen biết Mỹ Lệ. Đôi bên giao lưu suốt 2 năm, họ cảm thấy rất tâm đầu ý hợp, tình cảm phát sinh ngày càng thân thiết. Thế là họ cưới nhau và dời đến Đài Bắc cư ngụ. Mái ấm của Mỹ Lệ và Dân Hùng cũng giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác. Mấy năm sau, Mỹ Lệ quen biết nhiều bạn tốt, được hướng dẫn của Y Tam Bảo, nàng trở thành một đệ tử thuần thành của Phật giáo. Suốt ngày giữ khẩu đức, ăn chay. Hơn nữa, nàng rất hay đến chùa tạo phúc cúng dường. Sau khi hiểu sâu pháp Phật, Mỹ Lệ luôn khuyên lơn chồng, mong chàng có thể quy y Tam Bảo. Nhưng Dân Hùng không nghe lời nàng khuyên, hàng ngày đắm chìm trong ngũ dục. Mỹ Lệ cảm thấy rất khổ tâm. Nàng thường ở trước Phật đường niệm Phật, cầu Bồ Tát hiển linh thức tỉnh chồng mình. Ngày nọ, bạn bè của Dân Hùng tặng cho chàng một con cua bự. Dân Hùng rất thích, thầm nghĩ tối nay sẽ có được một bữa ăn ngon. Mỹ Lệ thấy vậy thầm than khổ, nàng thừa biết tính khí của chồng. Con cua bự này tối nay nhất định sẽ nằm gọn trong bụng chàng. Thế là nàng âm thầm cầu Bồ Tát Quan Thế Âm cứu lấy con cua. 3 ngày trôi qua rất nhanh, 4 đêm nối nhau tràn đến. Mỹ Lệ tránh né không làm con cua, điềm nhiên vào phòng chuẩn bị ngủ. Dân Hùng bảo nàng: "Em cứ đi ngủ trước đi, để anh xuống nhà bếp nấu cua để tẩm bổ cho em." Mỹ Lệ nghe trong lòng không vui, tội cho con cua sắp bị chồng xơi thịt. Nàng âm thầm cầu nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm hiển linh cứu con vật đáng thương kia để chồng nàng không ăn nó. Dân Hùng xuống nhà bếp bắt nước lên và bật lửa nấu nước. Chàng chuẩn bị bắt cua bỏ vào nước sôi. Trong lúc khẩn trương này thì kỳ tích bỗng dưng xuất hiện. Dân Hùng ngạc nhiên nhìn con cua, không biết vì sao nó cứ quay mòng mòng trong thùng. Thấy Dân Hùng thò tay định bắt thì nó vội đưa càng lên run rẩy, tỏ vẻ rất sợ hãi. Dân Hùng thấy vậy thì ngây người ra ngó. Trong lòng bỗng lóe lên ý nghĩ: sao mình ích kỷ quá vậy? Vì muốn ăn ngon sướng miệng một chút mà kết liễu những con cua đáng thương này. Hey, những con cua này tội nghiệp quá. Thế là chàng quyết định ngày mai trời sáng sẽ đem cua đi phóng sinh. Lúc này Mỹ Lệ trong phòng ngủ vạn phần nóng ruột, vì không biết mạng sống con cua ra sao
nên nàng cứ niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm liên tục để cầu cho con cua. Niệm được mười mấy phút, lòng vẫn không an, nên nàng quyết định đi xuống nhà bếp tìm Dân Hùng. Vừa mới đi ra, nàng đã gặp chồng ngay trước cửa phòng. Nàng hỏi Dân Hùng: anh có ăn con cua đó không vậy? Dân Hùng lắc đầu trả lời: không, anh không ăn nó đâu. Anh định sáng mai đem nó đi phóng sinh. Em xuống bếp mà xem, con cua vẫn còn sống đó. Mỹ Lệ nghe nói bán tính bán nghi, thầm nghĩ đây là chuyện không thể. Chồng nàng nôn nóng muốn có một món ăn ngon, con cua kia làm sao mà thoát được? Hồi nãy chàng cứ khăng khăng đòi làm thịt cua mà, sao bây giờ lại muốn phóng sinh nó? Mỹ Lệ thắc mắc vô cùng. Vừa nghĩ, nàng vừa đi vào nhà bếp xem thì thấy đúng là con cua vẫn còn nằm trong thùng. Mỹ Lệ đi vào phòng ngủ hỏi chồng mọi sự. Dân Hùng liền kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho nàng nghe. Mỹ Lệ chợt nhớ lại tình huống này giống như hai câu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn đã diễn tả: niệm bỉ quan âm lực, tức thời khởi từ tâm. Đây có lẽ nhờ uy thần vĩ đại của Bồ Tát Quan Âm hiển linh cứu con cua. Sáng hôm sau, hai vợ chồng cùng ngồi vào xe hơi, Dân Hùng lái xe đem cua đi phóng sinh. Vào mùa xuân, cây cối xinh tươi, các nhánh cây trổ chồi non lố nhố, giống như những mầm sống mới bắt đầu. Xe dừng dưới một cội cây to, Mỹ Lệ xách thùng đựng cua xuống xe. Hai người chuẩn bị thả nó xuống suối. Họ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, tụng chú Đại Bi và niệm Phật A Di Đà. Khi con cua nghe niệm thánh hiệu Phật, Bồ Tát, nó tỏ vẻ rất hớn hở. Bấy giờ, Mỹ Lệ và Dân Hùng mới phát hiện ra con cua này thật khả ái. Dân Hùng cũng nhận ra mình quá tàn độc vì đã ăn thịt biết bao nhiêu loài thủy tộc đáng thương. Bây giờ, nhờ thả con cua mà chàng mới hiểu được loài vật cũng có tình cảm, nhưng con người hàng ngày lại đem những loài vật đáng yêu này quay, nướng, chưng, chim, thật là bất nhẫn quá. Mỹ Lệ đặt thùng xuống, con cua bò ra, đưa hai càng lên, bộ điều rất vui vẻ như bái chào từ biệt, giống như cảm tạ họ đã ban ân cứu mạng nó. Dân Hùng nhìn thấy thái độ tri ân của con cua, lòng rất cảm động. Chàng âm thầm quyết định kể từ hôm nay sẽ trường chai cùng vợ. Mỹ Lệ có một cô em gái thường cảm thấy lá phổi đau đớn. Sau đó cô đến bệnh viện kiểm tra và chụp X-quang. Bác sĩ nói là không có bệnh gì, nhưng nhìn trên phim chụp lại thấy có hai cái lỗ to, chẳng biết là thế nào. Sau đó em gái Mỹ Lệ sực nhớ tới hồi nhỏ cô thường chơi nghịch, ngắt bẻ cánh bọ rầy và chuồn chuồn, lại còn chọc thủng hai lỗ trên thân chúng. Bây giờ nhìn hai lỗ thủng trên phim X-quang, cô thấy giống y như hai lỗ thủng mà cô thường dùi trên thân thể chuồn chuồn. Mỹ Lệ có một người anh hai, lúc 30 tuổi đột nhiên hai chân không thể cử động. Bác sĩ khám cũng không tìm ra nguyên nhân. Sau, Mỹ Lệ tặng cho anh một cuốn kinh Bồ Tát Địa Tạng Vương. Anh đọc rồi hiểu sâu và chợt nhớ hồi nhỏ mình thường bẻ chân với mèn, chuồn chuồn, bọ ngựa và các con thú nhỏ khác. Do vậy mà giờ bị quả báo, hai cẳng không cử động. Đây chính là trong kinh Địa Tạng Vương có nói: nếu tàn hại sinh vật thì bị quả báo tai ương thương tật. Mỹ Lệ thấy chuyện nhân quả báo ứng của anh trai và em gái, trong lòng thường nghĩ đến việc sát sinh chồng chất của mình. Không kể trong nhiều kiếp sinh tử luân hồi đã qua, chỉ tính kiếp này thôi cũng đủ sợ. Vì lúc chưa biết Phật Pháp, do ngu muội nàng đã sát sinh rất nhiều, nên bây giờ nàng thầm lo chẳng biết bao giờ quả báo sẽ giáng xuống đầu mình. Bởi vì hồi trước chồng nàng thích ăn mặn, ưa xơi đủ thứ thịt và hải sản, vì vậy mà nàng thường phải giết gà vịt, sát sinh đủ loài để làm chồng vui. Cổ nhân thường nói quân tử lánh xa nhà bếp, ác là nguyên nhân này đây. Bởi vì trong bếp sát sanh rất nhiều, người quân tử không nỡ nhìn và nghe, cho nên không xuống bếp. Từ khi Mỹ Lệ hiểu Phật Pháp rồi mới biết đến chuyện nhân quả trả vay báo ứng. Do tội sát sinh
nên sau khi quy y Phật không lâu thì nàng phát bệnh. Đi chữa chạy khắp hết các thầy thuốc đông y tây y toàn tỉnh mà bệnh vẫn không lành. Bạn bè dân hùng hay tin Bỉ Lệ bệnh, sáng dịp chính phủ mở cửa cho phép dân Đài Loan sang thăm Đại Lục, nên họ giới thiệu và khuyên vợ chồng dân hùng hãy qua Đại Lục trị bệnh. Thế là hai vợ chồng liền đáp phi cơ sang Thái, rồi từ đó bay sang Bắc Kinh. Ngồi trên phi cơ, hai vợ chồng dự tính là trước tiên họ sẽ đi thưởng ngoạn các danh lam thắng cảnh, ghé Thiên Am Môn và tham quan cung điện hoàng đế, rồi mới vào y viện Bắc Kinh trị bệnh sau. Phi cơ vừa đáp xuống sân bay Bắc Kinh, hai vợ chồng liền tìm một hướng dẫn viên thành phố để nhờ họ dẫn đến Thiên An Môn trước. Chính tại đây, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Quảng trường Thiên An Môn rất rộng lớn, hai vợ chồng đi ngót hơn 4 tiếng đồng hồ, đi đến hai chân mỏi nhừ. Sau đó, Mỹ Lệ rời dân hùng tìm đến nhà vệ sinh công cộng. Lúc đi vào nhà xí, nàng bỗng thấy một đốm sáng màu đỏ nhấp nháy xẹt qua, trông rất kỳ quái và đáng sợ. Nàng nghĩ chắc là do mình hoa mắt. Đi vệ sinh xong, nàng đem việc này kể cho dân hùng nghe, bị dân hùng la cho một trận. Chàng nói: "Tại vì em cứ đòi đi hoài đi hoài, bây giờ mệt đuối, đầu choáng váng hoa mắt, mới trông gà quá cuốc, chỉnh đông ra tay như vậy thôi." Nhưng lúc dân hùng đến nhà vệ sinh công cộng, vừa mở cửa nhà xí ra thì đột nhiên cũng thấy một đốm màu sáng đỏ lóe lên. Lòng dân hùng thoáng dấy lên một chút sợ hãi, vì chàng có cảm giác như đang gặp phải một đối thủ khó kình chống. Hai người đi nhà xí xong thì đầu Mỹ Lệ chợt đau như muốn vỡ tung. Dân hùng và anh hướng dẫn viên đành hộ tống nàng về khách sạn. Mới đi được nửa đường thì thấy sắc mặt Mỹ Lệ càng lúc càng nhợt nhạt. Trên đường nàng cứ khóc mãi không thôi. Dân hùng đành đưa Mỹ Lệ đến y viện. Vào bệnh viện Bắc Kinh, các bác sĩ cho Mỹ Lệ uống thuốc và nàng ngủ thiếp đi. Hôm sau, dân hùng vừa đến bệnh viện thì cô hộ lý kéo chàng qua một bên nói nhỏ: "Ngô tiên sinh ơi, Mỹ Lệ vợ của ông có thái độ rất kỳ, ông hãy tự mình đi vào xem đi thì sẽ biết ngay." Dân hùng liền vào phòng thăm vợ, thấy Mỹ Lệ nằm dài trên giường, giọng nói nàng biến đổi rất lạ, giống như là một người khác. Nàng nói: "Ta là tỳ nữ Tống Triều, ngày xưa hầu công chúa Thăng Hoa. Tiền thân Lâm Mỹ Lệ chính là công chúa Thăng Hoa. Còn mị Ngô Dẫn Hùng tức là phò mã trong nạn kiếp xưa. Công chúa Thăng Hoa nhân vì giết phu nhân Mỹ Loan, vợ trước của phò mã, nên đã giết luôn mười mấy người tỳ nữ biết chuyện để diệt khẩu. Nhóm quỷ dữ chúng ta tìm kiếm công chúa Thăng Hoa đã rất lâu rồi. Hôm nay cuối cùng các người cũng dẫn xác tới. Giờ thì chúng ta muốn đòi mạng ả, ả phải bồi thường cho chúng ta." Hồn quỷ nói xong, Mỹ Lệ bị hành đau đớn, khóc to không dứt. Dân hùng nghe oan quỷ nói, không kìm được run sợ nên phát rét. Chàng nghĩ nhất định hồi nãy cô hộ lý chắc đã nghe qua những lời nói lạ lùng này rồi. Chàng sợ đến muốn bỏ chạy, nhưng vẫn ráng làm gan, thù hết can đảm, cố ra vẻ cứng cỏi nói: "Tôi cầu xin các vị oan quỷ hãy tha cho vợ tôi một phen. Nếu các vị có yêu cầu gì tôi đều đáp ứng hết, chỉ xin các vị tha mạng cho vợ tôi thôi." Hồn quỷ nói: "Không dễ gì tha thứ đâu. À, chúng ta chết quá thê thảm, có nhiều người phải nhận lấy cái chết oan khuất không minh bạch. Mày bảo chúng ta tha cho ai được sao? Như thế chẳng phải là quá dễ dàng cho ả? Mày có biết chúng ta bị ả hại chết rồi bị đọa xuống địa ngục, ở trong ngục nhận chịu trăm ngàn thống khổ, không bao lâu mới từ địa ngục được thả ra. Nhóm chúng ta đọa vào cõi quỷ sống, vất vưởng bơ vơ vô chủ, chỉ biết nương theo gió lẫn quanh quẩn quanh Thiên An Môn. Giờ đã gặp Thăng Hoa chuyển thể thành Mỹ Lệ, chúng ta đang tìm ả mà báo oán cừu kiếp trước đây." Dân hùng nghe quỷ thịnh nộ kể lễ liền nói: "Tôi thấy cách này là tốt nhất. Các vị đã rất thống khổ, hãy để tôi kêu Mỹ Lệ xuất tiền làm đám,
và lễ tụng một bộ lương hoàng sám để cầu siêu cho các vị. Chỉ cần các vị chịu tha mạng cho Mỹ Lệ, nương vào công đức lương hoàng sám, các vị sẽ sớm siêu sinh thôi. Quỷ nói: được, nếu hôm nay không phải Mỹ nói tha thiết hết tình thì chúng ta nhất quyết đòi mạng ạ. Nhưng giờ đây Mỹ đã hứa thì phải biết giữ lời, nếu không chúng ta sẽ quay lại bắt ả báo thù. Thôi, chúng ta đi đây. Giọng nói Mỹ Lệ đã trở lại bình thường như xưa, nhưng nàng lại chìm vào hôn mê bất tỉnh. Dân Hùng vừa kêu bác sĩ, họ trị liệu xong, mặt nàng mới dần dần khởi sắc. Mỹ Lệ nằm viện suốt mười mấy ngày, thân thể dần chuyển tốt. Suốt thời gian Mỹ Lệ nằm viện, Dân Hùng một mực ở kề bên, chăm sóc, trông nom tử tế. Nửa tháng sau, bác sĩ cho Mỹ Lệ xuất viện. Thấy vợ lành bệnh rồi, Dân Hùng bảo: nghe nói ở Bắc Kinh có rất nhiều cổ vật. Các bạn anh nói, nếu mà có đến đó thì ít nhất phải mua một thứ cổ vật đó đem về. Mỹ Lệ xuất viện được 3 ngày thì Dân Hùng đưa nàng đến gian hàng bán đồ cổ. Đây là một gian hàng đồ cổ nổi danh. Nhưng thêm một việc kỳ quái nữa phát sinh. Hai vợ chồng vừa đến nơi thì nhân viên sốt sắng mời hai người thưởng ngoạn. Dân Hùng ngắm các món đồ cổ xinh đẹp đang trưng bày la liệt và cầm lên một cái chén sứ còn đang xăm sôi, thì chủ quầy vội nói: trời ơi, tiên sinh thật có mắt tinh đời. Đây là cái chén cửu long ngọc của hoàng đế triều Minh, rất là quý hiếm, dùng để ăn cơm đó. Nếu ông ưa nó thì tôi sẽ giảm chút giá cho, bán rẻ cho ha. Chỉ lấy 440 đô thôi, chịu không? Mỹ Lệ đứng bên nghe vậy tức giận nói: một cái chén nhỏ xíu mà tính giá như vậy là quá mắc. Ông chủ quán nè, ông có tính lộn không vậy? 440 đô, trong khi công nhân á mỗi tháng ông chỉ trả có 6-7 đô. Bộ ông nghĩ chúng tôi toàn là dân giàu không hả, nên mới nói giá trên trời như vậy? Dân Hùng nghe vợ ca cẩm, cảm thấy nàng nói có lý, chàng tiếp tục thưởng ngoạn các thứ khác. Cả hai cứ đi tới mãi, bỗng Mỹ Lệ nhìn thấy một đôi bình hoa rất đẹp, cao khoảng 25 cm. Đột nhiên nàng tỏ vẻ rất sợ hãi, giọng nói cũng thay đổi nghe rất lạ. Tôi không muốn xem mình hoa đâu, tôi bị công chúa Thăng Hoa dùng bình này đập vào đầu, chảy máu rất là nhiều, chảy mãi cho tới chết. Một đời này của tôi sợ nhất là thấy bình hoa. Tôi không muốn xem nữa, tôi sợ lắm. Nhanh lên, mau đem mình hoa dẹp đi, đem ngay ra đi. Tôi không muốn thấy đó, tôi không muốn nhìn thấy bình hoa, tôi không muốn nhìn thấy bình hoa đáng sợ này. Bây giờ Dân Hùng mới biết là hồn quỷ ở trên thân Mỹ Lệ đang nói. Chàng không biết xử trí ra sao, nhìn thấy Mỹ Lệ té xỉu, chàng vội gọi điện kêu xe cấp cứu đưa vợ vào bệnh viện. Bác sĩ nói: bà nhà mới xuất viện không bao lâu, do bồi dưỡng chưa đủ lại thêm bị sốc, cần phải nhập viện lại, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tốt nhất ông nên đưa bà về nước, vào bệnh viện lớn để cấp cứu. Dân Hùng hết cách, đành nghe theo bác sĩ, lập tức đáp phi cơ về nước, tụng kinh cầu cho oan quỷ. Về tới Đài Loan, Dân Hùng tức tốc đưa Mỹ Lệ vào bệnh viện Đài Đại. Bác sĩ tìm không ra nguyên nhân hôn mê của Mỹ Lệ, đành truyền nước biển hỗ trợ thêm cho nàng. Dân Hùng nhìn thấy vợ ngày càng nguy kịch, vội đi tìm sư phụ An ở ngôi chùa X và thỉnh tăng ni trong chùa đến trợ niệm vãng sinh cho Mỹ Lệ. Tụng 2 ngày 2 đêm, nhưng Mỹ Lệ từ đầu đến cuối vẫn hôn mê không tỉnh. Sư An thấy tình hình Mỹ Lệ như vậy, đành hỏi Dân Hùng: vợ ông qua đại lục có phát sinh việc gì kỳ quái không? Nếu không, vì sao trợ niệm mãi mà tình trạng vẫn không thay đổi? Ông hãy ráng nhớ lại xem. Dân Hùng suy nghĩ rất lung, sau đó mới đem hết những chuyện xảy ra bên đại lục nhất nhất kể ra hết. Sư An lại hỏi Dân Hùng: vậy khi các vị quay về không hề tụng lương hoàng sám để cầu siêu cho oan quỷ à? Dân Hùng lắc đầu đáp: không, trong thời gian vợ tôi nằm viện, tôi bận chăm sóc, không có thời gian để đến các chùa mời thỉnh chư tăng tụng lương hoàng sám để giải oan cho quỷ. Sư An nghe Dân Hùng nói vậy liền bảo: vợ ông bệnh, nhất định là bị các oan gia trái chủ trong quá khứ đến đòi nợ.
những oan gia này là các hồn quỷ mà hai vị đã gặp ở đại lục. Chắc chắn họ đã thọ khổ trong ba đường ác. Vợ chồng các vị nay đã biết tu tập, vì vậy oan quỷ đặc biệt tới đòi các vị hồi hướng công đức và tụng kinh Lương Hoàng Sám cầu siêu cho họ. Do vậy mà vợ ông vô phương giảng sanh. Tốt nhất là ông nên phát nguyện siêu độ cho oan quỷ, nếu không bác sĩ cũng bó tay, không thể nào chữa lành bệnh cho vợ ông. Dân Hùng nghe nói mắt rưng rưng lệ, suy nghĩ một hồi chàng khấn vái: những oan quỷ của chúng tôi ơi, xin đừng có đòi mạng vợ tôi. Chỉ cần cô ấy không có chuyện gì xảy ra, thân thể khang kiện rồi, tôi nhất định sẽ thỉnh thầy chư tăng ni tụng một bộ kinh Lương Hoàng Sám cầu siêu cho chư vị. Dân Hùng hứa xong, đột nhiên thấy Mỹ Lệ cử động bắt đầu thở được. Sư An và các tu sĩ thấy bệnh Mỹ Lệ chuyển tốt, bèn từ giả Dân Hùng quay về chùa. Mỹ Lệ nằm viện suốt 3 tháng. Dân Hùng do bận rộn chăm sóc Mỹ Lệ đã gầy tộp người đi. Sau khi xuất viện, Mỹ Lệ được Dân Hùng dìu về nhà nằm dưỡng. Không bao lâu sau thì nàng dần dần hồi phục mạnh khỏe. Để giúp họ thực hiện lời hứa với oan quỷ, Sư An tổ chức đại lễ tụng Lương Hoàng Sám tại chùa. Trong đại lễ này, ngoài Dương Hùng và vợ, còn có em gái và anh trai Mỹ Lệ cũng đến tham dự. Toàn gia cùng tụng Lương Hoàng Sám, tiếng tụng vang vang: trên hồi Lương Hoàng Sám, hoa tung bay, tùng đệ sám sống tôi diệt ngay. Xin quyền tương phùng cùng nhau trong pháp hội. Đại lễ sám hối khai mạc được hơn 1 giờ thì việc lạ xảy ra. Trên đầu Mỹ Lệ bỗng suốt mồ hôi lạnh, to như hột đậu, hạt hạt thi nhau rơi xuống. Nàng bị chóng mặt, hoa mắt. Dân Hùng nhìn thấy vợ thần sắc nhợt nhạt, vội hỏi: em làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Mỹ Lệ không còn trụ vững nữa, cũng chẳng thể trả lời, mặt chuyển sang sắc đen. Dân Hùng liền bảo em gái Mỹ Lệ: trong Mỹ Lệ sắc mặt kém quá, em hãy mau vào trong chùa xin chư tăng dành cho chúng ta một chỗ để cho Mỹ Lệ tạm nghỉ dưỡng. Có thể do Mỹ Lệ vừa mới ra viện không lâu, lại phải tụng kinh sám lễ quá mệt, em hãy mau thỉnh Sư An đến, anh e là sẽ xảy ra chuyện đó. Thôi anh đi dìu Mỹ Lệ đi nghỉ trước đây. Em gái Mỹ Lệ vội đi mời Sư An, sư chỉ chỗ nghỉ ngơi cho Mỹ Lệ. Mỹ Lệ vừa nằm xuống thì bắt đầu lăn lộn đau đớn trên giường. Dân Hùng và em gái Mỹ Lệ không biết làm sao, vội hỏi Sư An nên làm sao cho tốt. Sư đáp: căn cứ theo kinh thuyết, tụng Lương Hoàng Sám có thể giúp vong quỷ siêu thăng thiên giới. Nhưng nếu người có nghiệp chướng sâu nặng, hoặc kẻ đang bị oan quỷ đòi nợ mà tham dự pháp hội Lương Hoàng Sám, thì sẽ phát bệnh hoặc nhức đầu, thân thể đau đớn. Dân Hùng lại hỏi Sư An: thưa thầy, vậy thì tình trạng của vợ con bao giờ mới lành thầy? Sư An lắc đầu nói: rất khó đoán, mọi người đều có nghiệp chướng không giống nhau, vì vậy thời gian bệnh hành cũng khác nhau. Bao giờ bệnh của vợ ông chuyển tốt cũng không ai biết được. Ngay lúc đó, Mỹ Lệ đau đớn rên to, âm thanh hãi hùng vang trời vang đất. Mọi người đành đứng nhìn bó tai hết cách, không biết xử trí ra sao. Đột nhiên giọng Mỹ Lệ đổi khác, thổ âm rất lạ, giọng kể thảm thiết: ta là Mỹ Loan, phối ngẫu của Phò Mã, chồng công chúa Thăng Hoa đời Tông. Thăng Hoa không những đạp chồng của ta, còn giết ta chết thảm. Ta chết rất oan uổng, lòng đầy căm hận, nên đã kêu oan trước điện Diêm La Vương. Diêm Vương rất thông cảm cho hoàn cảnh của ta, vừa mất chồng lại bị giết hại, nên đã chấp nhận cho ta được phép tìm Thăng Hoa. Nay đã đầu thai thành Mỹ Lệ, đòi nợ báo oán. Này Lâm Mỹ Lệ, hãy đền mạng cho ta. Mọi người chứng kiến tại hiện trường đều kinh sợ, xương cốt phát run.
Đây chính là trong kinh từng nói, nhân duyên hội đủ, quả báo tới là phải trả. Sư An đành đứng ra khuyên. Nè Mỹ Loan, xin cô hãy bao dung, giơ cao đánh khẽ, tha cho Lâm Mỹ Lệ được toàn mạng. Bởi hiện nay Mỹ Lệ đã biết ăn chay tập tu, còn nguyện gì các vị tu một bộ Lương Hoàng Sám cầu siêu. Hy vọng các vị có thể nương công đức này mà siêu thăng thiên giới. Không cần phải đi tìm cô ấy báo thù làm gì cho thêm phiền lụy. Cô hãy tha cho cô ấy đi, có được không? Oan quỷ nói. Ả này trong kiếp trước, lúc làm thăng hoa công chúa, đã tạo ác, giết người vô số, lại thêm nhiều đời nhiều kiếp, mê ăn thịt loài vật, sát hại gà, vịt, cá, heo, vân vân. Tội ác quả, tạo lớn như núi Tu Di. Đúng như trong kinh Địa Tạng từng nói, tội kia quá to, sâu như biển, làm chướng ngại thánh đạo. Vậy thì có lẽ nào, chỉ nhờ vào công đức tụng một bộ kinh Lương Hoàng Sám nhỏ xíu, mà mong có thể chống đỡ, phủi hết mọi tội lỗi nặng nề hay sao? Sư A nghe, cảm thấy oan quỷ nói rất đúng, dịu giọng khuyên. Đúng vậy, cô nói không sai. Tuy Mỹ Lệ tạo tội quan nghiệp rất lớn, nhưng mong cô nghĩ lại, vì trong kinh điển cũng từng thuyết, chỉ cần người có tâm ăn năn sám hối, chịu thành tâm sám hối, các nghiệp ác mình đã tạo từ các kiếp xa xưa, quyết tâm tu sửa, hướng thiện, nỗ lực tu hành, biết tạo công đức, siêng tụng kinh điển, chuyên tâm trì chú hay niệm Phật Bồ Tát, nương nhờ oai lực chư Phật Bồ Tát, mà có thể tội nặng được trả báo nhẹ. Oan quỷ khóc, nói, sư thầy lý luận như vậy, thì mối hận thâm thù trong quá khứ của tôi, suốt bao nhiêu năm, cũng không còn cách gì báo oán à. Nếu vậy, tôi chẳng cam tâm, tôi nhất định phải báo thù. Sư An giải thích. Tôi không hề có ý nói như vậy để làm cô thiệt thòi. Xét tình hình hiện thời, chính lòng căm hận thâm sâu đã lưu giữ cô ở mãi trong ba đường ác. Như vậy rất là khổ, khiến cô vô phương chuyển thế đầu thai. Bây giờ cù nhân của cô là vợ chồng Mỹ Lệ đang rất hối cải. Họ đã biết tích đức tạo thiện, trường trai, chân thành tu hành sửa lỗi. Vì vậy xin cô hãy bao dung, mở lòng tha thứ để tâm tư cô nhẹ nhàng và có thể thoát ra ba cõi, để cô có thể hưởng được hạnh phúc an lạc mà cô đáng được hưởng. Cô không nên tìm họ đòi nợ nữa. Tôi khuyên cô hãy chuyển tâm hận thành tâm lành hỷ xả. Điều này sẽ đem lại hạnh phúc rất lớn cho cô, vì tâm tốt, chiêu cảnh tốt. Bây giờ cô hãy siêng năng lui tới chùa tham dự các pháp hội, chịu khó nghe kinh tập tu, và chấp nhận ban cho quan gia của cô một cơ hội tu hành, chuộc lỗi, để họ tạo được công đức hồi hướng đến các vị, để các vị có thể chuyển thế đầu thai vào cõi lành. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao? Tất cả do tâm tạo, chịu buông xả quán hận, là các vị không còn phải ở trong ba đường ác chịu khổ. Cô có đồng ý không? Oan quỷ nghe sư An phân giải, dịu giọng nói. Hôm nay nếu chẳng phải thầy thuyết có nghĩa, có tình và hợp lý, thì tôi nhất quyết không tha cho ả. Này Lâm Mỹ Lệ, ngươi phải nhớ cho rõ, nợ kia sau này ta sẽ tính. Nếu như ngươi không tu đàng hoàng, lòng hối cải không chân thành, ngươi phải làm thật nhiều công đức để hồi hướng cho tất cả quan quỷ chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ đến hành tội tàn khốc. Giờ ta đi đây. Oan quỷ đi rồi, Mỹ Lệ hồi phục như cũ. Nghỉ ngơi một chút, nàng cùng mọi người tiếp tục tụng Lương Hoàng Sám. Pháp hội kết thúc, Mỹ Lệ cũng dần dần hồi phục mạnh khỏe. Nửa năm trôi qua, một tối nọ, Mỹ Lệ đang nằm trong phòng, đột nhiên nhìn thấy các con vật cả đời mình từng giết ăn như gà, vịt, cá, heo, vân vân. Chúng đồng tới đòi mạng, cấu xé nàng. Mỹ Lệ sợ quá, kêu thất thanh. Dân hùng thấy tình hình như thế, vội vàng chạy đến niệm danh hiệu Phật và tụng chú vãng sinh. Lúc này, Mỹ Lệ bỗng dưng nhìn thấy một con cua to lớn mà vợ chồng nàng từng phóng sinh, chạy tới can ngăn khuyên lơn đám loài vật đừng đòi nợ. Mỹ Lệ lúc này đầu đau nhức như muốn vỡ tung. Nàng vội niệm Phật, Dân Hùng cũng vội cầm máy niệm Phật đến. Hai người cứ niệm, niệm theo mãi.
cả hai chẳng biết mình niệm được bao lâu, cho đến khi họ thấy một đạo hào quang và hình ảnh Đức Phật A Di Đà cực lớn đang hiện thân tiếp dẫn vô số loài vật kia. Khi không còn thấy chúng nữa, vợ chồng mới ngưng niệm. Chuyện Mỹ Lệ và Dân Hùng đời trước từng làm công chúa phò mã được nhiều người biết nên đã kể lại và lưu truyền rộng rãi trong giới Phật giáo miền Bắc Đài Loan. Do vậy mà câu chuyện này được viết lên dựa theo đó, mong mọi người đọc xong đều thu được lợi ích. Chu Tú Hoa, trích dịch từ tạp chí Kim Vật Phật Giáo Đài Loan, nguyên tác Bạch Thoại, nữ ký giả Lý Ngọc. Lời tác giả: đây là một câu chuyện ngàn thật muôn thật. Sở dĩ tôi muốn trình cho quý vị biết câu chuyện này tuyệt không phải để quý vị thấy kỳ quái, mà muốn chứng minh rằng trên thế giới này quả thật có lục đạo luân hồi, có hiện tượng báo ứng nhân quả. Hơn nữa, việc này phát sinh trong thời đại hôm nay tại Đài Loan. Ký sự này được ghi tại thôn Mạch Liêu. Nguyên nhân viết ký sự này: vào khoảng tháng 2 năm nay, dân quốc 50, sư Tinh Vân nhận lời mời đến Hổ Vĩ để giảng kinh. Lúc đó đồng đi còn có sư Chữ Vân, do ban ngày rảnh rang nên mấy người cư sĩ chúng tôi liền đi cùng hai sư đến thôn lân cận gần Hồ Vĩ để du ngoạn. Đồng thời trong lúc sư Tinh Vân giảng kinh, ni sư Trí Đạo bần việc tại Mạch Liêu. Do tôi chưa từng qua Mạch Liêu cho nên có ý muốn đến Mạch Liêu vãn cảnh. Mạch Liêu là một miền duyên hải, giao thông không được thuận lợi và là vùng đất chẳng có gì lạ để thưởng ngoạn. Chúng tôi thăm ni sư Trí Đạo tại Tử Vân Tự xong thì định về Hồ Vĩ, nhưng trụ trì Tử Vân Tự kiên quyết giữ chúng tôi ở lại dùng cơm trưa. Hơn nữa đã trễ tuyến xe, chúng tôi đành lưu lại đại điện Thường Liêu Thiên. Bây giờ chúng tôi kể ra câu chuyện kỳ lạ này cũng là lúc ngủ tại Thường Liêu Thiên, tình cờ do tiên sinh Hứa Tí Thạch khơi lên. Câu chuyện này chính là mượn thay hồi dương. Chuyện này vốn đã xảy ra rất lâu, nhưng do chủ nhân câu chuyện một mực không muốn kể lại, cho nên người biết chuyện rất hạn chế, chỉ có cư dân gần thôn Mạch Liêu. Còn những người ở vùng khác, dù có gặp hoặc nghe đề cập đến chuyện này sẽ mù tịt, vì họ chẳng được ai kể cho nghe câu chuyện thần kỳ khoái lạ này, thậm chí còn cho đây là điều không thể xảy ra nữa. Bởi vì đây là câu chuyện ít người biết, vì ngay chính người trong cuộc cũng không muốn khơi gợi lên. Lúc chúng tôi mới nghe qua câu chuyện này, do người kể không mạch lạc, chẳng có thứ từ lớp lang nên nghe thật rối rắm lộn xộn. Dù nghe chẳng nhiều và chưa hiểu gì lắm, nhưng chúng tôi bị mấy từ mượn thay hoàng hồn lôi cuốn nên muốn tìm hiểu cho đến nơi đến chốn. Do vậy mà chúng tôi dùng trưa qua loa rồi lập tức quay về Hồ Vĩ, nhất quyết đi phỏng vấn các nhân vật chính trong câu chuyện này cho bằng được. Chu Tú Hoa mượn xác hồi dương. Nhân vật chính trong câu chuyện ly kỳ này hiện đang ngụ tại căn nhà số 95, đường Trung Sơn, thôn Mạch Liêu. Căn nhà này là cửa hàng vật liệu xây dựng, chủ nhân là ông Ngô Thu Đắc, vợ ông là bà Ngô Lâm Cương Yêu. Lúc chúng tôi đến đây, bà vợ đã ra ruộng, ông Ngô đang bận rộn làm việc. Khi biết mục đích chúng tôi đến đây thì sắc mặt ông lộ vẻ rất không vui. Sau đó bà chúng tôi lần lượt chào thăm hỏi han, ông bất đắc dĩ phải kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đã xảy ra. Ông nói: chuyện xảy ra vào năm Dân Quốc 48, do tôi sống bằng nghề kinh doanh xây dựng cho nên đã tham dự công tác kiến trúc thôn Đài Tây Đảo Hải Phong. Trong thời gian ở đây, tôi rất ít về nhà. Tình cờ về nhà thì gặp vợ tôi bị bệnh. Nhưng lúc tôi tiếp tục đi đảo Hải Phong thì bệnh nàng đỡ hơn nhiều. Sau đó tôi về nhà thường xuyên hơn, bệnh vợ tôi ngày càng trở nặng. Cho đến khi công trình đảo Hải Phong hoàn tất, tôi về đến nhà thì bệnh vợ tôi đã nặng hết mức chữa được. Thấy nàng bệnh không đến nỗi nguy, nhưng tinh thần lúc đó lại không bình thường,
cứ làm ầm loạn cả lên. Chúng tôi định đem nàng đến bệnh viện tâm thần để điều trị, nhưng nàng không đồng ý. Hơn nữa, chúng tôi có hợp sức bắt nàng cũng không được, và nàng luôn lớn tiếng gào trách. Đừng bắt tôi đem đến viện thần kinh. Tôi không có điên mà. Tôi là người Kim Môn, tên tôi là Chu Tú Hoa. Vả lại, thổ âm nàng hoàn toàn đổi khác. Nhưng tôi không hề tin là thân xác của vợ tôi bị hồn một người nào đó chiếm cứ. Ngô tiên sinh trầm ngâm như đang hồi tưởng về quá khứ. Nhãn quan ông dừng lại nơi tấm hình chụp chung của hai vợ chồng, khe khẽ thở dài. Sau đó kể tiếp. Tôi nghĩ chẳng ra, và không ngờ trên thế giới này còn có thể xảy ra chuyện quái lạ như vậy. Càng không tưởng tượng được là chuyện này lại giáng xuống ngay nhà mình. Tạm dừng một chút, ông nói tiếp. Trong thời gian tôi xây dựng công trình hàng ngày từ đảo Hải Phong đạp xe về nhà, luôn cảm thấy trên vai có chút nặng nề. Nhưng tôi nghĩ có lẽ là do con đường quá dốc, cho nên cũng chẳng để tâm. Sau này tôi mới biết, mỗi lúc tôi về nhà thì cái cô nương quê ở Kim Môn đó luôn ngồi phía sau xe đeo theo tôi về đến nhà. Nói đến đây, tiên sinh không muốn nói thêm gì nữa. Ông lấy cớ đi pha trà và kết thúc câu chuyện. Trong lúc này, người cháu trai, con chị gái của ông, tuổi khoảng 20, phụ tiếp chúng tôi, đang cùng nhau trò chuyện, thì Hứa tiên sinh, người dẫn đường cho chúng tôi đến, bảo là sẽ đi tìm vợ Ngô tiên sinh giúp chúng tôi. Ông kể là rất nhiều người muốn gặp bà, nhưng bà đều từ chối, nên lần này không biết bà có cho gặp hay không. Điều này ông chẳng dám bảo đảm. Dù sao, ông cũng tận lực đáp ứng chúng tôi giúp đi tìm bà. Cháu ông Ngô kể. Lúc mợ tôi bệnh, tôi luôn giúp cậu trông nom bà. Mợ tôi có lúc khóc lóc, có lúc lẩm nhẩm nói gì đó trong miệng mà chúng tôi không hiểu. Lắm khi đang nằm thì mợ ngồi bật dậy, tôi và cậu xúm nhau đè mợ nằm xuống giường lại. Nhưng lúc đó sức mợ thiệt là mạnh, khiến chúng tôi vô phương đè mợ xuống, mà ngược lại còn bị mợ hất văng. Tôi nghĩ sức phụ nữ đâu có khỏe dữ vậy. Thật ra chính xác là bạn bè của mợ đang giúp mợ. Nói đến đây, người cháu biểu lộ vẻ thần bí. Tôi biết anh ta nói bè bạn đây là muốn ám chỉ những vong linh khác. Anh ta lại kể tiếp. Khi chúng tôi hiểu xác mợ cương đã bị hồn khác nhập vào rồi thì không biết phải làm sao, đành để mợ nằm dưỡng bệnh. Mới đầu mợ đối với mọi chuyện đều không quen. Thí như lúc cậu tôi kêu mợ là A Cương thì mợ phản đối. Tôi tên là Chu Tú Hoa, không phải là A Cương. Lúc mẹ và chị của mợ đến thăm thì mợ vẫn khăng khăng nói. Tôi không quen biết các người. Các người là ai? Đương nhiên, láng giềng chúng tôi, mợ hoàn toàn không nhận ra ai. Nói đến đây, người cháu liếc nhìn vào trong một cái, như sợ cậu mình sẽ đột ngột xuất hiện và nghe được lời anh ta sắp nói vậy. Anh ta hạ giọng thật nhỏ. Đối với gia đình, cậu tôi là người rất có trách nhiệm. Nhưng cậu và người mợ cũ trước đây rất chống trái nhau, sống không hòa thuận. Nhưng tính cậu xưa nay rất đàng hoàng, không hề ra ngoài tìm bạn gái hay tằng tiểu với ai. Nhưng lần đó, tại công trình kiến trúc nơi đảo Hải Phong, có nhiều công nhân kể lại, họ thấy có một cô gái theo sát bên cậu. Vì vậy, họ thường nói, không ngờ Ngô tiên sinh đây cũng là tay quá cỡ. Có lúc, lão công nhân lớn tuổi nhất, trong lúc nghỉ ngơi, đã đề cập đến chuyện cô gái xuất hiện bên cạnh cậu. Nói xa nói gần, bảo cậu diễm phúc dữ. Nhưng cậu đối với những lời này, lồ giả không hiểu chi hết. Và cậu một mực phủ nhận, nói mình không hề dẫn gái đến công trường. Nhưng mặc cho cậu phủ nhận, đám công nhân vẫn không ngớt bàn tán. Cậu cho rằng họ rảnh nên nói chuyện tào lao, cố ý trêu chọc cậu cho vui thôi. Vì vậy mà không thèm quan tâm tới lời mọi người nói. Nào ngờ cô gái mọi người thấy xuất hiện bên cậu lúc đó chính là người mợ bây giờ của chúng tôi. Quả thật, trước khi chưa nhập xác mợ thì ngày ngày có theo bên cạnh cậu. Anh ta châm lửa, mồi điếu thuốc, rồi kể tiếp. Nói ra cũng thật khó mà nghĩ tưởng, công trình đảo Hải Phong có rất nhiều thợ làm, nhưng trước đây mỗi lần thầu nhận xây đều bị cảnh thua lỗ, hay tại hiện trường
các thợ xây luôn bị té ngã. Nhưng từ lúc cậu tôi nhận thầu xây công trình rồi thì không những kiếm được rất nhiều tiền mà các công nhân đều được bình an. Không biết đây có phải là nhờ những vong hồn nơi đảo Hải Phong âm thầm phù trợ ban phúc cho chăng? Ngô tiên sinh lúc này đã bưng mấy chén trà ra. Chúng tôi vừa uống trà vừa nghe cháu ông kể tiếp. Nói các vị không tin, chứ đây rõ ràng là chuyện tôi đích thân trải qua. Giờ kể ra tôi vẫn còn thấy sợ. Chuyện là như vậy. Khi mợ Tú Hoa vừa lành bệnh thì mợ hay nói là có bạn bè tìm đến thăm và bảo chúng tôi phải lo chuẩn bị ghế và nhang đèn để tiếp khách. Nhưng mỗi khi chúng tôi răm rắp làm y theo lệnh mợ thì cũng chẳng thấy có ai tới, nhưng lại nghe mợ nói chuyện giống như có người đến. Mợ trò chuyện với vẻ rất vui, vừa nói vừa cười. Kỳ quái hơn nữa là các ghế trúc lúc đó nhìn giống như có người ngồi thật sự, vì chúng phát ra âm thanh kèn kẹt. Cho đến lúc mợ nói tiễn khách thì ghế lại phát ra âm thanh giống như có những người đứng dậy ra về. Như thế rõ ràng là có những người khuất mặt sợ mợ tôi cô đơn nên đã đến thăm bầu bạn cùng. Nhưng qua lúc đó rồi thì họ chẳng còn tới nữa. Từ hồi mợ lành bệnh đến về sau này, mợ Tú Hoa đúng là cái gì cũng biết. Mợ biết chữ nè, gì cũng làm được hết. So với mợ Cương ngày xưa không biết chữ, cử chỉ hành vi hoàn toàn khác xa một trời một vực, giống như hai người khác hẳn. Ngày xưa mợ cũ chỉ biết nấu cơm, ngoài ra gì cũng không biết làm. Nhưng từ lúc bị bệnh rồi lành thì mợ hoàn toàn thay đổi hẳn. Mợ bây giờ không những biết ra đồng còn đảm đương luôn các việc nặng nề khác. Còn chuyện nấu cơm mợ lại nói là chưa từng làm. Đây quả là ngược đời và rất lạ. Không chỉ thế, tất cả sở thích, điệu bộ, hình dạng, bước đi cũng hoàn toàn đổi khác. Đương nhiên là giọng nói khẩu âm thay đổi hẳn. Tiếng nói của mợ bây giờ hoàn toàn là thổ ngữ dùng Kim Môn. Đến đây thì Ngô tiên sinh uống một hớp trà, nhìn quanh rồi lắng nghe chúng tôi trò chuyện. Cháu ông lại chỉ vào bức hình Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng Vương đang thờ trên bàn, bảo chúng tôi: cậu tôi vốn chỉ biết thờ cúng tổ tiên, còn các tượng Phật Bồ Tát này đây là do mợ Tối Qua thỉnh về thờ phụng. Nói các vị nghe nha, mợ cũ ngày xưa rất ưa ăn thịt cá, nhưng từ khi thay hồn đổi xác rồi thì mợ mới này chẳng những không ưa ăn thịt cá mà hễ gặp đồ mặn là nhất quyết không ăn. Vì vậy mợ toàn ăn riêng, không ăn chung với cả nhà. Nói đến đây thì Hứa tiên sinh cũng về tới bên ngoài. Chúng tôi đưa mắt ngóng tìm vai chính trong chuyện, xem nàng có chịu theo ông tới không. Thì ông lắc đầu nói: cậu không chịu tới, còn khóc quá chừng luôn. Thế là Bảo Phụng và tôi theo chân Hứa cư sĩ ra ngoài, khuyên Chu Tú Hoa trở về. Bởi vì chuyện chúng tôi đến đã âm thầm làm tổn thương tâm tư Chu Tú Hoa. Lúc chúng tôi nhìn thấy nàng, nàng như không còn sức lực, đang tựa vào cái cột cổng nhà hàng xóm, hai mắt nhắm nghiền lại, đôi dòng lệ đang chảy xuống. Tôi nghĩ chắc chắn nàng đã ngồi ở đây và khóc rất lâu rồi. Chúng tôi phải an ủi nàng thật lâu mới dìu được nàng về nhà. Lần này do chúng tôi đến đã khiến cho nàng nhớ về gia đình mình ở Kim Môn, vì vậy mà tâm tư không ngớt sầu muộn. Mặc dù nàng trò chuyện với chúng tôi, nhưng vừa nói được một hai từ thì nàng lại bật khóc và không thể nói thành tiếng. Hôm đó nàng cố gắng kể cho chúng tôi nghe bằng giọng Đức Quảng. Nàng tên Chu Tú Hoa, nhà ở tại Kim Môn, cha tên là Chu Thanh Hải, mẹ tên là Thái Diệp. Lúc đó nàng 18 tuổi. Vì Kim Môn phát sinh chiến loạn nên nàng phải theo mọi người lên thuyền đánh cá chạy nạn. Sau đó thuyền lên đên trên biển rất lâu, mọi người đều không còn lương thực nên bị chết đói, chết khát. Cuối cùng nàng cũng ngất đi. Chẳng biết bao lâu thì tỉnh dậy, thấy thuyền đã trôi đến hải đảo tỉnh Đại Tây này. Nàng được cứu sống, nhưng sau đó ngư phủ lại đẩy thuyền ra biển cho nó trôi đi. Nói đến đây thì nàng lại ôm mặt và bỏ chạy vào trong. Chúng tôi đang rất muốn biết nhiều hơn, nhưng thấy nàng quá sầu thảm như vậy,
chúng tôi chẳng nỡ truy vấn gì thêm, mà thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng tôi phải về Hồ Vĩ cho kịp chuyến xe. Vì thế tất cả cùng đứng lên từ biệt chủ nhà. Lúc ra về, chúng tôi còn hứa lần sau nếu có dịp đến Mạch Liêu sẽ tặng cho Chu Tú Hoa một sâu chuỗi niệm Phật. Đoạt tiền hại mệnh, bị báo ứng ngay. Hứa tiên sinh đi cùng với chúng tôi. Trên đường ra bến xe, ông kể thêm cho chúng tôi nghe. Chu Tú Hoa lúc chạy loạn vốn là có thể sống sót. Giây phút cô được ngư phủ cứu, cô từng nói: cầu xin ngài hãy cứu mạng tôi. Bất kể làm gì, làm dâu hoặc làm kẻ giúp việc, tôi đều có thể. Và tiền bạc trên thuyền tôi đều xin tặng hết cho ngài. Nhưng mà cái tên ngư phủ đó quá ác và cực kỳ vô lương tâm. Hắn đã đoạt vàng còn ném người xuống biển. Xong rốt cuộc hắn cũng không thể bình an tọa hưởng số vàng phi nghĩa cướp được kia. Bởi vì không bao lâu thì cả gia đình hắn từng người lần lượt chết đi. Bây giờ chỉ còn sót lại một thằng con, còn nhỏ mà bị bệnh phong điên rất ghê. Phật giáo nói nhân quả báo ứng, quả là không sai chút nào. Kể đến đây, ông đưa mắt nhìn khắp chúng tôi rồi tiếp. Nói ra cũng lạ lắm, khi Chu Tú Hoa lành bệnh rồi, có người đem tin đồn này đến Đài Tây. Người ở Đài Tây biết chuyện rồi, tất cả đều rất kinh ngạc và cho là quá lạ. Có người biết rõ chuyện này mấy năm trước, nhà thằng phong điên kia cướp của rồi giết hại cô gái này, nên khi đó đã dẫn đứa nhỏ điên là con của kẻ cướp đến gặp Tú Hoa. Không ngờ họ vừa đến cổng, Chu Tú Hoa ngăn lại không cho vô, còn khóc nói: người trẻ các người hại ta chưa đủ hay sao, mà còn đến đây làm ta khổ đau thêm nữa. Trước đây bà A Cương chưa từng đến Đài Tây, mà lúc thằng nhỏ điên tới cũng không có ai biết tường tận chuyện này. Nhưng mà Chu Tú Hoa vừa nhìn thì nhận biết ra hết tất cả. Đây quả rất là lạ. Vì tặng chuỗi thăm tại Bạch Liêu. Khoảng tháng 7 năm nay, cư sĩ Hùng Cự Minh đến Hồ Vĩ để dạy cho các liên hữu cách xướng Phật tán. Trong lúc trò chuyện, sư Chữ Vân lại nhắc đến chuyện mượn thay hoàng hồn này. Năng cư sĩ nghe qua cảm thấy rất hứng thú. Do tôi từng hứa sẽ tặng chuỗi cho Chu Tú Hoa, nên sẵn dịp này dẫn năng cư sĩ đi Mạch Liêu luôn. Năng cư sĩ đã từng ngụ tại Kim Môn một thời gian, cho nên đối với những chuyện ở Kim Môn ông rất rành. Trên đường ông kể với tôi nghe nhiều chuyện về Kim Môn, như kiểu kiến trúc, các ngành nghề, phong tục tập quán, dân tình, vân vân. Đây đều là những tư liệu giúp tôi tỏ tường hơn khi gặp Chu Tú Hoa. Hôm ấy thời tiết rất xấu, xe đi trên đường gặp mưa lất phất. Tôi rất lo mưa sẽ to hơn. Nào ngờ lúc xe đến Mạch Liêu thì mưa đã tạnh. Tôi không ngăn được mừng vui, trong lòng niệm thầm: Nam Mô A Di Đà Phật. Những chuyện ở Kim Môn đều nhớ hết. Do trời mưa nên Chu Tú Hoa không ra đồng. Khi tôi biết cô có ở nhà, trong lòng mừng như trút được gánh nặng. Có lẽ vì tôi dẫn theo mấy người nên Chu Tú Hoa do dự rất lâu mới chịu ra diện kiến. Nhưng lần này cô có vẻ bình tâm nhiều hơn. Thấy chúng tôi, cô mỉm cười gật đầu chào, nhưng nụ cười đầy vẻ miễn cưỡng. Trước tiên tôi đem sâu chuỗi tặng cho cô, rồi nói chuyện phím. Đã có kinh nghiệm từ lần trước nên tôi không vào thẳng vấn đề mà cứ nói chuyện lòng vòng. Trước tiên là bàn đến chuyện tôn giáo. Chu Tú Hoa nói: hồi nhỏ tôi rất tin Phật, hơn nữa tôi còn ăn chay trường. Hiện nay bất kể công tác bận rộn như thế nào, sớm tối tôi đều lễ Phật. Tôi hiểu rõ lời Phật nói không sai chút nào. Một cá nhân nên làm việc tốt, tuyệt đối không nên làm điều xấu, vì làm xấu sẽ không được quả tốt. Trong lần ghé trước,
Tôi nghe láng giềng quanh đây kể là Chu Tú Hoa hàng ngày rất siêng năng lễ Phật. Tôi nghĩ đây chắc chắn là nguyên nhân cô được hoàn hồn trở lại nhân gian. Vì vậy tôi thừa dịp hỏi cô rằng, hồi nhỏ cô rất tin Phật, vậy ở Kim Môn có niệm Phật đường không? Cô suy nghĩ một chút rồi đáp, tôi không rõ, nhưng trong nhà tôi có thờ Phật và Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi chỉ lễ bái ở nhà, cả nhà chúng tôi ai cũng biết lễ Phật. Tôi lại hỏi tiếp rằng, hiện giờ cô còn nhớ những chuyện ở Kim Môn chăng? Cô thở dài và nói rằng, nhớ, nhớ hết, nhưng việc đã qua rồi, cô cũng không muốn nhắc lại làm gì. Tôi lại hỏi thêm rằng, nếu như bây giờ có người muốn giúp cô tìm lại cha mẹ, cô chịu không? Đương nhiên, tôi rất mừng, nhưng mà ai chịu giúp tôi chứ? Cho dù có tìm được, e là người thân cũng không nhận ra tôi. Vì thân hiện tại của tôi mang không phải là hình hài lúc tôi rời khỏi Kim Môn. Nói đến đây, cô mím chặt môi và đôi mắt đỏ lên, nhưng cô ráng kềm chế để không khóc trước mặt khách. Tôi chỉ vào năng cư sĩ đang ngồi phía dưới và nói rằng, tiên sinh này từng ở Kim Môn rất lâu, hơn nữa ông cũng là người tin Phật và biết rõ về Kim Môn. Bây giờ ông có rất nhiều bạn bè ở Kim Môn này, nếu như cô đồng ý, ông sẽ hỏi thăm giúp cô. Đúng lúc đó mắt cô đỏ lên, cô cúi đầu xuống một hồi lâu. Để phá vỡ bầu không khí buồn bã, tôi vừa cười vừa nói rằng, nếu như đã tìm được cha mẹ, cô có chịu đến đó gặp và nhận cha mẹ mình hay không? Cô nói, đương nhiên là nhận ra. Nếu như được đến đó, tôi muốn cùng đi với chị một lần, chị có chịu đi không? Nói đến đây, tưởng chừng như mình đã về đến Kim Môn, đôi mắt cô sáng bừng lên. Cô nhìn tôi chăm chú, chờ đợi câu trả lời. Tôi đáp lời cô rằng, đương nhiên rồi, tôi luôn mong được tới Kim Môn, và nếu được đi cùng với cô thì tốt quá. Về sau, ông Ngô có nhờ bạn đến Kim Môn dò tìm tin tức song thân Chu Tú Hoa theo địa chỉ cô nói. Người bạn về cho biết là quả thực có gia đình tên là Chu Thanh Hải, nhưng sau khi quân giặc pháo kích thì toàn gia đã mất tâm tích. Do đó, Chu Tú Hoa không cách gì về Kim Môn nhìn nhận người thân nữa. Thế rồi, tôi yêu cầu cô kể cho nghe sự tình lúc cô rời Kim Môn. Cô kể, chuyện xảy ra vào năm Dân Quốc bao nhiêu tôi không nhớ rõ. Năm đó tôi 18 tuổi. Giờ lúc đó người tung tin nhảm là quân đội sẽ triệt thoái khỏi Kim Môn, cho nên nhiều bá tính trong làng đều xuống thuyền đi lánh nạn. Tôi cũng lên thuyền theo. Tôi lại hỏi cô rằng, cha mẹ cô không đi cùng ư? Cô lắc đầu nói, không. Lúc đó cả nhà tôi đều hoảng loạn. Nhà chúng tôi buôn bán nên không có thuyền. Tôi đi ké theo thuyền đánh cá của người ta. Lúc đó tôi chia tay người thân, tôi hoàn toàn không lường trước được. Đó là lần chia tay vĩnh viễn, không bao giờ cô có thể gặp lại gia đình được nữa. Cô nói với vẻ buồn rầu, nhưng vẫn ráng kể tiếp tục. Hôm chúng tôi đào nạn, bọn giặc pháo kích dữ lắm. Tôi bị gió bão làm bị thương, nhưng vẫn ráng leo lên thuyền. Thuyền ra tới ngoài biển lớn thì chúng tôi chẳng biết đi hướng nào nữa. Vì mọi người thường ngày chuyên bắt cá ngoài biển, cho nên khi ra biển lớn thì họ mù tịch và mất phương hướng. Sau đó chúng tôi phó mặc thuyền trôi theo dòng nước đưa đẩy, cứ thế mà lên đền mãi giữa biển nước mênh mông. Rất nhiều người bị chết đói, chết khát. Tôi cũng cực kỳ thống khổ, không biết là phải trải qua bao nhiêu ngày thì thuyền mới trôi dạt đến hải đảo này. Những người còn khí lực đều bỏ thuyền bơi đến bờ. Phần tôi thì hôn mê. Sau đó một ngư thuyền tới, có người phát hiện ra tôi, bèn cập gần thuyền. Bọn họ lay tỉnh tôi. Tôi mới biết đây là vùng Đài Tây của Đài Loan. Bọn họ hỏi nguyên nhân tôi lênh đênh trên biển. Tôi thành thật kể cho họ nghe. Sau đó, nói đến đây, mắt cô xuất hiện hai giọt lệ tròn như hạt châu, và cô vội chùi đi. Tôi lại ngắt lời, nói tiếp giùm cô rằng, sau đó họ đoạt tiền cô rồi ném cô xuống biển, cho nên toàn gia họ sau này đều chết sạch, chỉ còn lại một thằng nhỏ bị bình phong điên. Không đợi tôi nói hết, cô vội cướp lời. Trời, cô cũng nghe được điều này sao? Thật sự là số vàng trên thuyền ấy không hoàn toàn là của tôi.
mà là của nhiều người đào nạn mang theo. Còn chuyện bọn chúng cướp vàng, sau đó cả nhà bị giết hết, hoàn toàn là sự thật. Nhưng tôi là người tin Phật, dù biết họ tàn nhẫn không lưu tâm, nhưng tôi chẳng thèm kết thù với họ làm gì. Chuyện này là do những người đồng đi với tôi căm phẫn, bất bình nên báo án thôi. Tôi lại hỏi cô rằng, trước khi đến nhà Ngô tiên sinh, cô ngủ ở đâu? Nhắc đến vấn đề này, cô có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn đáp. Tôi ở thôn Đài Tây, đảo Hải Phong, trong đó có nhiều cây xanh và biển rất đẹp. Tôi ngủ tại đó nhiều năm. Và tôi muốn hỏi cô rằng cô có thích chỗ đó không? Thích lắm. Tôi ở đó khá lâu. Khi bị ném xuống biển thì hồn tôi cứ quanh quẩn ở nơi đảo Hải Phong. Tôi trụ tại đây chừng 10 ngày thì được Dương Công thâu làm môn hạ. Dương Công cho biết thọ mạng của tôi chưa hết, có thể mượn thay của vợ Ngô Thu Đắc để hồi dương. Ông dạy tôi hãy tạm trú ở miếu Dương Bắc. Không bao lâu, Ngô Thu Đắc đến đảo Hải Phong làm việc. Tôi liền theo Ngô Thu Đắc. Khi Ngô Thu Đắc làm xong việc quay về nhà thì khi đó tôi cũng theo về để chờ cơ hội. Vài ngày sau, bà Lâm bệnh tình trở nặng, hồn về cõi khác. Tôi nhân cơ hội này mượn thay hoàng hồn. Ngừng một lát, cô tiếp. Nhưng chuyện mượn thay người không phải dễ dàng. Để vào được thân xác người là một việc rất khổ não. May mà có Dương Công giúp đỡ, phải hơn 20 ngày việc mới hoàn thành. Tôi thật muốn biết cảm giác của cô lúc ấy ra sao. Cô nói tiếp. Rất tự nhiên, nhưng không quen lắm. Cô muốn ám chỉ, lúc trước mình là một thiếu nữ, giờ phải mang thân một bà lớn tuổi đã có chồng. Tôi đổi sang đề tài khác, hỏi cô rằng Mạch Liêu có tốt như Kim Môn không? Mạch Liêu hả? Nơi này sao có thể so bì được với Kim Môn chứ? Phòng ốc của Kim Môn hoàn toàn là nhà xây, đường đi á thì bằng phẳng và chỉnh tề. Nơi chúng tôi cư ngụ là khu vực buôn bán người ở rất là sầm uất và náo nhiệt. Còn cả nhà cửa Mạch Liêu xây á thì không có trật tự, rất bát nháo và lộn xộn. Năng cư sĩ đồng ý lời cô nói. Theo năng cư sĩ phỏng đoán, Chu Tú Hoa đào nạn vào năm Dân Quốc 43 bởi vì trong năm đó nhiều người thấy quân đội vận chuyển súng thuốc đạn dược đến ven biển. Họ tưởng quân đội rút lui nên hồ đồ tung tin nhầm lẫn. Nghe năng cư sĩ tả, cô nói. Đúng, tôi chính là người chạy giặc trong thời buổi đó. Tiếp theo, tôi hỏi về dân tình phong tục ở Kim Môn thì cô nói giống y như năng cư sĩ đã kể. Lần thứ nhất tôi đến Mạch Liêu cũng từng nghe kể là tình cảm giữa ông Ngô và bà Cương không tốt lắm. Nhưng từ lúc Chu Tú Hoa mượn xác nhập hồn thì tình cảm giữa họ rất hòa thuận, tốt đẹp. Và cô đối với Thắng Nhan là con trai của A Cương cũng chăm sóc tốt như mẹ ruột của cháu. Không những thế, Ngô gia từ lúc Chu Tú Hoa đến thì kiếm được rất nhiều tiền. Cô quen buôn bán nên hướng dẫn chỉ đạo đúng y. Cô bảo thứ gì nên, thứ gì không nên buôn bán đều thành công cả. Hơn nữa, cô còn ra đồng canh tác. Thậm chí, việc canh mực nước ruộng buổi tối đều do cô đích thân làm. Có lúc phải sắp xếp trong tiệm hoặc phải vận chuyển hàng hóa nặng nề, đòi hỏi rất nhiều sức lực, cô đều gánh vác cả. Chỉ duy có một điều, cô không muốn xuống bếp nấu cơm. Lý do rất đơn giản là cô rất sợ những thức ăn mặn, hôi tanh. Tôi liền hỏi cô rằng, cô ở Mạch Liêu gần 2 năm, giờ cô đã quen chưa? Mặt cô thoáng hiện nét bối rối. Cô thở dài than. Trời ơi, cô coi, tôi hiện giờ phải sống trong thân thể dai mượn này thay cho thân cũ đã mất. Nhưng thật bất tiện và không tự nhiên. Hơn nữa do mình mượn thân nên phải thay họ mà gánh nhát, phải xử lý tất cả mọi công việc như một người đã có gia đình. Tôi rất tiếc vì cảnh sống ngày xưa nên lòng tôi rất buồn. Cô nói tiếp. Như tôi đã kể qua cho cô nghe, tôi là người tin Phật. Khi tôi chưa đến Ngô gia, tôi vẫn còn là một cô gái chưa kết hôn. Vì vậy mà tôi rất chán ngán cuộc sống hiện tại. Tôi hiểu rõ ý cô muốn nói. Vì là cô gái 18 tuổi mà giờ đây phải sống thân một người già, lại phải chu toàn trọng trách làm mẹ, làm vợ, gánh vác quá nhiều.
Cô kể: "Tôi từng yêu cầu Ngô tiên sinh cho tôi đến niệm Phật đường an dưỡng, nhưng ông không chịu. Trong lòng tôi rất buồn, nhưng cả nhà họ đều đối với tôi rất tốt. Vì vậy mà tôi đành thay thân này gánh vác tất cả. Nhưng nếu như sau này ông Ngô chịu đáp ứng, cho phép tôi đến niệm Phật đường, thì tôi rất muốn đến đó, vì nơi đó thanh tịnh, hợp với tôi hơn." Tôi nói với cô rằng, nghe kể cô đối với con trai và mẹ chồng rất tuyệt, mọi người đều khen ngợi cô, phải không? Về điểm này hả? Mọi người đối xử với tôi rất tốt. Thắng Nhan á thì ngoan lắm, mặc dù nó không do tôi sinh ra, nhưng nó rất hiểu chuyện. Mọi người đối với tôi quá tốt, thì tôi sao có thể xấu với mọi người chứ? Có lúc ông Ngô thường la con trai, tôi luôn khuyên ông, con hãy còn nhỏ, có chuyện gì cũng không nên quát la to tiếng, phải nhẹ nhàng giải thích cho con hiểu. Tôi nghĩ nhất định Thắng Nhan sẽ tiếp thu tốt hơn. Đương nhiên là tôi cũng khuyên Thắng Nhan nghe lời cha. Tôi đã ở trong nhà họ thì tôi luôn mong gia đình có thể sống với nhau hài hòa an lạc. Nói đến chuyện con cái, má cô chợt ửng hồng lên. Đương nhiên rồi, vì theo tuổi hiện thời của cô mà tính thì cô hãy còn quá nhỏ. Đột nhiên trong phút chốc bị một thanh niên lớn tuổi kêu mình là mẹ thì ác hẳn phải cảm thấy rất không quen. Trân trọng chụp hình lưu niệm. Chẳng mấy chốc mà chúng tôi nói chuyện đã mấy tiếng đồng hồ, đã đến lúc phải cáo biệt. Tôi đứng dậy và nắm tay cô an ủi rằng, mọi người đã đối với cô rất tốt thì cô cũng nên buông xả, quên hết đi. Phật giáo nói tất cả đều do nhân duyên tụ hội hợp thành. Có lẽ cô và Ngô gia có duyên nên mới từ chốn Kim Môn xa xôi mà trôi dạt đến nơi này sống chung cùng với họ. Cô gật đầu. Tôi lại nói tiếp rằng, dù sao cô hàng ngày đều rất thành tâm niệm Phật, thì bất kể sống ở đâu mình cũng hành trì như thế thôi, không nhất định phải đến niệm Phật đường. Phật, Bồ Tát vẫn luôn chúc phúc gia hộ cho cô. Hơn nữa, theo tinh thần Phật giáo thì trước lợi người, sau mới lợi mình. Cô đã giúp đỡ cho cả nhà họ, khiến họ được cảm thấy rất vui, đây cũng là rất có công đức. Cô vẫn im lặng. Tôi lại nói tiếp rằng, nếu cô muốn đến Phật đường thì sau này khi tôi rảnh, tôi dẫn cô đến Hồ Vĩ chơi. Tôi mong từ nay cô sẽ an tâm, chẳng nên thường cảm thấy khó kham và khổ sầu nữa. Cô cảm động siết tay tôi, tạ ơn mãi. Trước khi ra đi, tôi mời cô cùng chụp hình với tôi làm kỷ niệm. Cô có vẻ ngần ngại. Sao nhờ Thắng Nhan khuyên lơn động viên mãi, cô mới gật đầu đồng ý. Lúc chúng tôi cáo từ, Thắng Nhan tiễn chúng tôi đi. Trên đường, tôi hỏi cháu những điều liên quan đến mẫu thân. Cháu nói, mẹ tôi từ nhỏ sinh trưởng tại Mạch Liêu, xưa nay chưa từng đến Đài Tây hay Kinh Môn. Sau khi bà lành bệnh đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Tôi thật tình không tin những chuyện như thế, nhưng thân xác vẫn là mẹ tôi, mà mẹ cứ cương quyết không chịu nhận mình là A Cương. Bà con thân quyến tới thăm, ngay cả bà ngoại và các dì, mẹ cũng không nhìn ra ai. Việc này khiến cả nhà đều cảm thấy rất kinh ngạc. Trong tâm tôi cảm thấy có phần bức xúc. Tôi thực không biết phải kêu bà như thế nào. Nói đến đây cháu dừng lại. Tôi hỏi cháu, vậy hiện tại thì sao? Cháu cười buồn rồi đáp, đương nhiên tôi vẫn kêu bà bằng mẹ, vì là thân xác của mẹ tôi mà. Tôi hỏi cháu, cháu tin chuyện mượn thay hoàn hồn ư? Ngày xưa tôi hoàn toàn không tin. Mẹ tôi xưa nay chưa từng đến đảo Hải Phong, nhưng mẹ hiện tại hay tả về đảo Hải Phong. Hơn nữa, vào năm Dân Quốc 48, tôi từng tham gia hội trại ở Phi Luật Tân. Trong đội có một người bạn quê ở Kim Môn, thổ âm rất khác. Khi tôi về nhà thì mẹ đang bệnh, sau khi lành rồi thì tiếng nói thay đổi hẳn, khẩu âm giống hệt người bạn ở xứ Kim Môn kia. Hơn nữa, bà còn có thể kể rất nhiều chuyện về Kim Môn, cho nên tôi tin mẹ sau này thật sự là người Kim Môn. Tôi kể cho quý độc giả nghe câu chuyện này hoàn toàn không có ý khiến cho các vị sinh tâm hiếu kỳ
rồi đi tìm gặp Chu Tú Hoa. Tôi chỉ muốn dùng câu chuyện này để chứng minh rằng Phật giáo nói lục đạo luân hồi, nhân quả báo ứng là chính xác, và lý lẽ này luôn tồn tại. Cuối cùng tại đây, tôi mong tất cả chúng ta đều sẽ chúc phúc cho Chu Tú Hoa. Bình. Chúng ta hàng ngày học giáo lý Phật, luôn được Ngài nhắc nhở: xác thân này không thực, mong manh, dễ rã bất cứ lúc nào. Nhưng ta khó mà thâm nhập, vì khi mở mắt chào đời, ta đã mang thân này rồi. Còn Chu Tú Hoa, ngay giây phút mượn xác hồi dương sống trở lại, cô sẽ rất dễ thấy xác thân đang mang đó không phải là của cô. Trên đường đào nạn, chuyện bị đoạt của, vớt xác xuống biển có thể xem như là một tốt nghiệp oan kiên, hoặc là một nhân mới mà tên cướp bắt đầu gieo. Nhưng Chu Tú Hoa tâm sự rằng cô hiểu giáo lý Phật, cô tin nhân quả, nên không có lòng thù kẻ hại mình. Và khi cả nhà tên cướp chết hết, chính là kết quả do sự bất bình của vong hồn những người đi cùng thuyền với cô. Chu Tú Hoa là cô gái có tâm tha thứ và rất có tinh thần trách nhiệm. Cô chỉ là một vong linh 18 tuổi khi mượn xác một bà lớn hơn, có con trai tuổi tương đương với Bình. Lúc sống lại, cô phải gánh rất nhiều việc: sáng sớm ra đồng, tối còn canh nước ruộng, nhà chồng kinh doanh kiến trúc và bán buôn vật liệu xây dựng. Tôi dịch đến chỗ, những công tác vận chuyển hàng đòi hỏi nhiều sức, cô đều làm, gánh vác hết. Tự dưng tôi thấy xót xa và tội nghiệp cho cô. Ở hoàn cảnh trước, người vợ cũ chỉ có làm mỗi một việc là nấu cơm. Còn cô, sau khi hồi dương thì ôm quá nhiều việc, phải gánh quá nhiều, dù không ai bắt buộc. Đây gọi là tinh thần trách nhiệm cao. Cô sống rất biết điều, do hàm ân mà báo ân. Vì mượn thân xác người nên phải thay thân xác mà làm việc đền ân. Chắc chắn là Chu Tú Hoa có sự giác tỉnh mạnh hơn chúng ta, bởi vì cô đã trải qua kinh nghiệm sống và chết, kinh nghiệm hoàn hồn và sống trong cái thân mượn đúng nghĩa. Tôi đã đối chiếu cô đào nạn năm Dân Quốc 43, tức năm 1954, và chết vào năm đó. Nhưng mãi đến năm Dân Quốc 48, là năm 1959, cô mới mượn xác hồi dương. Có nghĩa là cô trải qua kinh nghiệm sống cõi âm suốt 5 năm. Cô tả trong 5 năm này, mình ở đảo Hải Phòng, cảnh đẹp, cây cối xinh, cô cũng rất thích ở đó. Tôi tin là cô không rơi vào cõi quỷ, vì tâm cô không hề chất chứa giận hờn, thù hận. Tâm cô rất hiền thiện và cảnh luôn tương ưng với tâm. Nên dù ở cõi âm, cô tả xem có vẻ ung dung rằng mình thích cảnh đẹp. Cho đến khi cô được thần báo là bà A Dương bệnh sắp hết tuổi thọ, cô có thể mượn xác hồi dương, thì cô mới kiếm ông Ngô và đeo theo, quanh quẩn bên ông, chờ ông về nhà để về theo nhập xác. Chu Tú Hoa phải vào một thân xác già gấp đôi gấp rưỡi tuổi mình, chưa từng kết hôn mà phải làm vợ, làm mẹ. Khi sống lại, không còn được gặp gia đình cha mẹ cũ mà lòng cô hằng nhớ nhung. Đúng là sanh ly đau hơn tử biệt, và phải gánh một gia đình mới có hoàn cảnh tệ hơn. Song cô vẫn phải chu toàn trách nhiệm bổn phận. Chu Tú Hoa sau khi hoàn hồn từng bảo người nhà thắp nhang, sắp ghế cho cô nói chuyện với bạn bè. Bạn bè này có thể là những vong cõi âm, những người cùng chết chùm với cô nơi biển, và cũng có cả chư thần. Nhưng hay ở chỗ là họ chỉ đến an ủi sau khi cô mượn xác một lần, rồi từ đó không bao giờ đến nữa. Có nghĩa là hai cõi rạch ròi. Hãy để mỗi người tự sống yên nơi cõi của họ. Đây cũng là sự hộ vệ giúp nhau hay và tốt nhất. 18 tuổi, nhưng kinh nghiệm Chu Tú Hoa già hơn chúng ta nhiều, vì cô đã làm người, làm ma, từng trải qua kinh nghiệm ở cõi âm, trải qua kinh nghiệm mượn xác.
Tất cả điều này đã thắp cao ngọn lửa giác ngộ trong cô, nên khi sống lại là cô lo thỉnh tượng Phật, Bồ Tát về thờ, sớm tối siêng năng lễ bái không ngừng, kiên tâm ăn chay, khao khát được lên chùa niệm Phật đường ở. Tất cả những điều này tôi cảm thông được, và hẳn nhiên độc giả cũng có nhiều mối đồng cảm với cô theo quan niệm riêng của mỗi người. Tôi dịch bài văn này không có ý để cho người đọc lấy vui, mà là để chúng ta cùng chia sẻ thêm những điều hay về thuyết luân hồi, về các cõi giới, và hiểu rằng lời Phật dạy không hư dối. Nữ ký giả Lý Ngọc từng hy vọng chúng ta chúc phúc cho Chu Tú Hoa sau khi đọc xong câu chuyện này. Tôi đoán là bây giờ Chu Tú Hoa chắc đã già, cũng ở tuổi cổ lai hy, và không biết cô còn sống hay đã mất. Riêng tôi, trước khi kết thúc cuốn sách này, tôi muốn cầu phúc không riêng gì Chu Tú Hoa mà cho tất cả độc giả. Chúc quý vị hằng an lạc và luôn biết cách sống sao cho bản thân mình, dù ở cõi âm hay dương, đều mãi mãi hạnh phúc.